chào tất cả các chị đẹp của em nha. Chào mừng tất cả các chị đẹp đã quay trở lại với phiên live của nhà em nha cả nhà ơi. Em lại tiếp tục lên siêu phẩm cho cả nhà của em nha cả nhà ơi. Như đã hứa hẹn là bây giờ em sẽ cố gắng em tranh. Đây, đang mặc hiện tại cho em luôn á trời, nền đen hoa đỏ đó giùm em nha. Em đang mặc hiện tại là hàng mới luôn nha cả nhà của em ơi. Rồi, con này hôm nay trơn cho cả nhà của em luôn với một cái mức giá là cực kỳ yêu thương và cực kỳ ưu đãi luôn nha cả nhà ơi. Rồi, tình yêu nào, chị đẹp nào hiện tại của em mình đi vào xem live mình tương tán mình tim tim lên giùm em nha. Rồi, để bạn riêng sẽ rồi, để em nghiêm cái phẩm lên cho mấy chị nha. Rồi, hiện tại cái mẫu này mới ghim lên cho mấy chị rồi nha. Vì vậy mà chị nào muốn đặt hàng cái mẫu này thì mình cứ phải tham khảo màu trước luôn cho mình để chị ưng con nào. Đây, em đang mặc hiện tại cho cả nhà của em nè cả nhà ơi. Đang mặc hiện tại cho em nó sẽ là con mã C nha cả nhà ơi. CH đúng không? CH. Rồi, có cổ vuông không em? Số 3 chị ơi, cổ vuông bên em nó nhiều màu lắm chị Quanh Lê ơi. Bây giờ chị muốn coi mẫu cổ vuông, chị vô giỏ hàng chị coi giùm em đi chị Quanh Lê ơi. Đây, em đang mặc là cổ tim tay dài nút ngọc luôn giùm em nha cả nhà ơi. 89.000 em đang mặc là CD6 đúng không? Rồi, hiện tại nó mặc là CD6. CH6 luôn giùm em cả nhà ơi. CH6 89.000, con này chọn giùm em là CH7 nha cả nhà ơi. Con này là màu nào là đẹp chấn động màu đó, nó chỉ có 11 màu cho cả nhà luôn. 40 cho đến 85 con quay đầu giùm em, con này là mặc đẹp luôn nha cả nhà ơi. Rồi, chị nào mà chưa săn được là cố gắng săn luôn trong phiên live ngày nay nha cả nhà ơi. Trong phiên live ngày hôm nay là coi chừng là nó không còn con nào luôn. Trời ơi, cái màu 49 em đang mặc nó yêu nè cả nhà ơi. Màu đây, màu CH3. 49 luôn giùm em nha. CH3 cả nhà ơi. CH3 sẽ là một màu đang cầm luôn cho mấy chị nha. Và màu hiện tại đang mặc là con CH6 luôn cho mình nha. Và mẫu này bên em gồm có 11 màu luôn cho mấy chị, nhưng màu nào hết cũng chất lượng luôn cho mấy chị luôn nha. Đặt hàng đợt thứ nhất và có giới hàng phần 10 chốt luôn, không biết được là 89.000 áo quần 85.000 luôn mấy chị yêu của em ơi. Đây, con này đẹp luôn giùm em nha cả nhà của em ơi. Con này rất là đẹp cho mấy chị nha. 40 cho đến 85 độ về giùm em nha. Em có con màu vàng nữa chơi. Con màu vàng này luôn giùm em, nó sẽ là con CH5 nha cả nhà ơi. Em đang mặc là CH6 luôn giùm em nha. Áo hồng trên canh bao nhiêu em ơi? Áo hồng này trên canh là 109 đó chị ơi. Cổ vuông bông hồng giùm em nha, chị comment lên giùm em cái mã đó, mấy bạn gửi thêm màu cho mình coi nha cục vàng của em ơi. Rồi, con này luôn mấy chị ơi, con này chọn giùm em nó sẽ là con mã màu CH5 giùm em nha. CH5, CH6 và CH7 là con này luôn giùm em nha. Ừ, con nào là với chị phải chọn con đó cho mình nha. Màu thôi. Tháo em dạ. Mặc trong trời ơi, xinh quá cả nhà của em ơi. 89.000 thôi chị. Có 89.000 rồi mấy chị ơi, 89.000 rẻ không mấy chị ơi. Em lên cái giá này rất là hời cho mấy chị luôn nha. 40 cho đến 85 con quay đầu giùm em nha cả nhà ơi. Cổ tim nút ngọc đóng hoàn toàn trực tiếp vào cho mình luôn. Mặc đơn giản dễ mặc cho mấy chị luôn, không kén độ tuổi cho em nha. Mua về mình mặc mẹ mình, cô mình gì mặc mà cũng được luôn giùm em ha. Trời ơi mấy chị ơi, ship em về cái bông này mà ship em có mấy cái ship em mặc luôn á cả nhà. Cái bông này nó đẹp mà cái form nó cũng xinh rồi mấy chị ơi. Rồi, 89.000. Rồi, đơn giản mà dễ mặc, nhất là lấy những con này đen như thế này luôn cho mình về mặc nha, nó không kén dài, nó không kén dáng của mấy chị đâu ạ. À. À, màu đang mặc màu dêm, màu đang mặc con CH6 cho mấy chị nha. Em đang mặc CH6 luôn mấy chị yêu các em ơi. Rồi, em mặc chị xem nào, em mặc chị xem nào. Dạ chú ơi, em đang lên con này rồi, chị muốn mua con đó chị lên cái này giùm em nha, cùng vàng của em ơi. CH5 đếm giùm ok chưa nha, nãy chị có đơn rồi. À, nãy là có đơn. Ủa sao chị không vô giỏ hàng để mình vô giỏ hàng mình mua để mình nhận được ưu đãi. Mình mua trong giỏ hàng để mình nhận được ưu đãi cả nhà ơi. Đó, mua trong giỏ hàng là nó sẽ nhận được nhiều ưu đãi hơn á, là chị trước tiên là chị thấy cái giỏ hàng màu vàng vàng đi không? Chị phải nhắc vào cái giỏ hàng màu vàng ở bên đây luôn giúp em. Cái mã hiện tại để chữ đã riêng ở đây sẽ là cái mã em đang like nè. Nhìn qua chị phải nhắc vào cái chữ mua là tự động nó sẽ hiện cái bảng màu và cái bảng size lên. Mà hiện tại đang mặc là con CH5 của chị á, CH5 của chị là nó sẽ nằm ở dòng hút số 2 nha. CH5 là con màu vàng như thế này nè. Y chang đang mặc luôn cho mình nha. Lưu xuống cái rồi, mình chọn cái size mình cho mình. Lấy hàng. Chị mặc áo size nào thì chị trong quần thì áo size đó, nhấp vào chữ mua ngay. Ở phía trên đây điền thông tin giao hàng của mấy chị, lướt xuống tích vào thanh toán khi nhận hàng, nhấp vào chữ đặt hàng là mấy chị sẽ có đơn nha. Sao mình mới lấy hàng rồi mà màu nhỏ cái gì? À, mà nho siêu da. Nhỏ xíu hả? Hay là sao chị nói là cái form á đúng không chị ơi? Chị lên cái này đi, bên em hỗ trợ đổi cho mình size to hơn nha chứ không? Bữa chị cao bao nhiêu nặng bao nhiêu mà mình lấy xe máy á, cục vàng của em ơi. Rồi, nếu trường hợp mà không vừa lớn này thì bên em hỗ trợ đổi cho mình luôn nha. Rồi, em đang mặc hiện chào tại cho mấy chị nè mấy chơi. Đây, đang mặc hiện tại cho mấy chị là CH5. Con này chọn giùm em là CH5, CH6 và CH7 luôn giùm em nha. Mua cho mẹ mà nhỏ quá 70 con, mua cho mẹ. Mẹ chị mặc thử chưa? Chị mặc thử chưa cục vàng của em ơi? Cho mẹ chị mặc thử chưa? Chị nói size 5 là bên em là size lớn nhất rồi đó chị yêu các em ơi. Đây, con này chọn giùm em luôn mấy chị ơi.
Trời ơi, CH7 luôn giùm em nha. Áo chắc phải cho em và con áo này chắc phải sẽ phải thun lưới mềm mình coi dạng thoải mái luôn cho mấy chị nha. Thun lưới thì nó rất là dễ mặc luôn cho mấy chị á. Mua về cho mình mặc này, mua về cho mẹ mình mặc, mua về cho mình mặc. Trời ơi, hàng mới luôn á cả nhà ơi. Đây đang mặc hiện tại cho em nó sẽ là con mã C nha cả nhà ơi. CH6 nền đen hoa đỏ nhìn rất là sang cho mấy chị luôn. Mấy chị nhớ chập chú em về cái đợt là cái chập màu tím á cả nhà ơi là không còn con nào luôn. Hôm nay nó về thêm được 3 màu đỏ nè, vàng nè và màu xanh luôn giùm em nha cả nhà. Các em ơi, đỏ vàng xanh luôn giùm em nha. Rồi 89.000 một con này con chắc phải gì em dạ, con này chắc phải thun lưới cho mấy chị. Thun lưới thì nó không hề mỏng cho mấy chị nha. Thun lưới bên em thì không hề bị mỏng luôn cho mấy chị, không quá mỏng và nó cũng không quá dày luôn cho mình nha, mà cực kỳ là thoải mái luôn cho mình luôn. Chị nào đã từng mua hàng bên nhà Quốc Dưỡng là sẽ biết mấy chị yêu. Các em ơi, vải này mặc cực kỳ im cho mấy chị luôn nha. Rồi 89.000 luôn á chơi con này luôn giùm em, nó sẽ là con mã CH3 luôn giùm em nha. CH3 luôn á chơi. CH3 89.000 luôn giùm em cả nhà ơi. Và con này sẽ là dạng áo lẻ không kèm quần luôn cho mấy chị nha. Mình mua áo lẻ cũng được, mình mua quần lẻ cũng được, mà xin mua cả bộ đang mặc như thế này thì vẫn được luôn cho giúp em nha. Chị lấy áo xe nào chị lấy quần xe đó cho luôn cho mình á. Áo đang mặc có 85 con không em vậy? 85 con là cho chọn size số 5 luôn cho giúp em nha. Một bánh 52 mà 59 con là chọn size số 3 cho mình là vừa và là đẹp luôn cho mình rồi á. Rồi con này xinh quá mấy chị ơi. Rồi con này chọn giùm em là CH2 kìa ơi. CH2 89.000 luôn giùm em nha. Trời ơi, con CH2 đúng đẹp luôn mấy chơi. Rồi CH2 89.000 luôn giùm em. Áo đang nha. Mặc, cổ tim đang mặc dài luôn mấy chơi. Dạ em cảm ơn chị yêu nha. Đây con này chọn giùm em là CH2 luôn mấy chơi. Rồi em đang mặc là CH6 giá 89.000 luôn giùm em ha. 40 cho đến 85 cân độ về giùm em. Con này là mặc đẹp luôn á cả nhà ơi. Chị muốn đặt một áo nha, chị muốn đặt một áo là chị phải nhắc vào cái dấu hàng mình lấy nha, chứ mình comment vậy là không có đơn đâu luôn cho mình đâu nha. Chị muốn mua cái bộ vậy, chị muốn mua cái bộ là chị phải mua một cái áo riêng và một cái quần riêng nha. Mình nếu mà chị nào không đặt chung cùng một đơn chị thì chị đặt hai đơn liên tục, hai đơn đi rồi tự động nó dồn vô cho mình nha cục diện của em ơi. Mà mua đơn hôm nay nha, một áo cũng được kèm, hai áo cũng được kèm, chỉ còn có đơn là có được kèm thêm sản phẩm cho mấy chị yêu của em luôn nha. Đây con này là nền đen hoa vàng luôn giùm em, nó sẽ là con màu CH nha cả nhà ơi. Rồi CH5 luôn giùm em, mặc trước mà sao con này đúng xịn luôn mấy chơi. Cái form của nó cũng đẹp nữa cả nhà. Nói chị nào mà ưng được con bông này thì mấy chị cứ nhắc vào nhận hàng giùm em nha. Lên đơn sớm để nhận hàng sớm cả nhà ơi. Trưa nay đặt đơn, chiều nay đi đơn, có thể ngày mai ngày mốt làm chị đã nhận được hàng nha. Bên em đang cố gắng đi đơn rất là sớm cho mấy chị luôn. Rồi 89.000 luôn. Hai áo được miễn phí ship không em? Dạ chưa, phí ship không còn tùy thuộc vào cái tài khoản của chị nữa nha. Chứ em không có hỗ trợ ship cho mình nha. Như chị mình mua một áo thì mình đã được miễn ship, còn còn phần hỗ trợ ship hay không thì em không có hỗ trợ cho mình nha. Đây con này chọn giùm em mấy chơi, con này chọn giùm em là CH5 nha cả nhà ơi. Rồi CH5 89.000 luôn giùm em mấy chơi, CH5 nha. Bao áo bao nhiêu xì vậy em gái? Dạ 89.000 thôi chị. Có 89.000 rẻ không mấy chị yêu của em ơi, biết sao vậy không? Được, tại vì con này hôm nay bên nhà em đang hỗ trợ giá cho cả nhà đó. Nên mấy chị thấy chị nào mà thấy được giá 89.000 em khuyên thiệt là nên vào giỏ hàng mình lấy nha cả nhà ơi. Rồi cổ tim nút ngọc luôn giùm em, 40 cho đến 85 quay đầu giùm em ha. Lấy cho chị áo đang mặc đen mà chị nhắc phải hàng lấy nha, phải gì phải shop cho con nè, phải thun lưới cho mấy chị phương nha. Con này đẹp lắm nha cả nhà ơi. Đây đang mặc hiện tại cho em luôn mấy chơi, CH6 giùm em nha. Nền đen hoa đỏ phơm chị cực không kỳ biết đẹp hàng luôn. Rồi để em rồi, để chị hỗ trợ cho mình nha chơi. Vậy rồi, trước tiên mời chị ơi, chị muốn đặt hàng á là chị thấy cái dấu hàng màu vàng ngay chỗ mình bình luận không? Chị phải nhắc vào cái dấu hàng màu vàng ở bên đây luôn cho em nha. Nè, cái mã hiện tại để chữ đã riêng ở đây sẽ là cái mã đăng like, nhìn qua chị phải nhắc vào cái chữ mua là tự động nó sẽ hiện cái bảng màu và cái bảng size lên. Bước này là mấy chị sẽ chọn màu ưng con màu này thì chọn có con màu đó. Như hiện tại là con CH6 của chị là nó sẽ nằm ở dòng số 2 nè. Nè CH6 là nó sẽ nằm ở dòng số 2 luôn. Lướt xuống cái mình chọn cái size cho mình, chị mặc thế nào thì chị chọn cái size đó, nhắc phụ chữ mua ngay. Ở phía trên đây điền thông tin giao hàng của mấy chị, lướt xuống cái mình tích vào thanh toán khi nhận hàng. Nhắc phụ chữ đặt hàng là mấy chị sẽ có đơn thôi đây, nha. Đây con này chọn nó giùm em mấy chị ơi, con này chọn giùm em là CH8 cả nhà ơi. Rồi CH8 89.000, còn em đang mặc hiện tại là CH6 nha cả nhà ơi. 40 cho đến 85 con độ về, con này là mặc đẹp luôn giùm em nha. Rồi mình đang rồi 89.000 luôn mấy chị ơi, 89.000 luôn giùm em nha. Rồi tương tái tim tim chấm chấm lên giùm em cả nhà ơi, tương tái tim tim chấm chấm lên giùm em nha. 89.000 một áo, quần là 85.000, cả set là 174 luôn giùm em nha. 174.000 là cả set em đang mặc cho em luôn nha cả nhà ơi.
À, chị muốn lấy quần nha, chị muốn lấy quần cung thì cũng được luôn cho mấy chị nhau. Quần bên em là 85.000 quần, và quần hiện tại đang ghim là cái mã số 1 cho mình đó chị. Quần hiện tại đang ghim là cái mã số 1 nha, còn mã đang like là mã đang ghim luôn cho mấy chị nha. Mã đang like là em đang ghim cho mấy chị luôn nha, mà tính ra có 89.000 quá hồi luôn đúng không cả nhà ơi. Nền đen hoa vàng là con màu CH5, còn em đang mặc là CH6. Coi chị nào thích màu xanh lấy giùm em là CH7 nha. Trời ơi con bông nào nó cũng xuất sắc luôn mấy chị ơi. Con bông nào em nhìn nó cũng mê hết trơn á. Và đặc biệt cái nền đen này nên mấy chị mặc nó rất là dễ phối đồ cho mấy chị luôn nha. Không kén da, không kén dáng, và đặc biệt là không kén độ tuổi, em 20 mấy tuổi mặc cũng được, 30, 40 tuổi gì đó mặc cũng được luôn giùm em nha cả nhà ơi. Đây con màu nền đen hoa xanh. Coi giảm nhiều không ạ? Giờ chưa con nào có CH10 CH7. Con này là CH7 luôn mấy chị yêu ơi, CH7 89.000 luôn. Và cái con chất vải này thì nó không có coi giảm nhiều cho mấy chị nha. Vì vậy mà cứ phiền lên giúp em đúng cái chiều cao kèm con nặng của mình luôn đi chị. Tuy bên em là chất vải thun lưới thiệt nhưng mà chất vải bên em thì nó không hề bị mỏng cho mấy chị nha. Không có mỏng nó cũng không có dày luôn, cho mình mặc ở nhà cũng được, mặc đi đám đi lễ đi chùa thì cũng rất là vô. Rồi có 89.000 thôi mấy chị ơi. Nền đen hoa đỏ giùm em là CH6 luôn giùm em nha. 1m52 cân là chọn size 2, 1m6 45 cân là chọn size 1 giùm em, 57 cân là chọn size 3 giùm em nha chứ yêu ơi. Dễ mặc nhất và đơn giản nhất thì lấy những con nền đen như thế này thì nó rất là sang luôn cho mấy chị nha. Nền đen thì nó cực kỳ là dễ mặc luôn cho giúp em. Em like sao là mình sẽ nhận hàng y hệt như vậy luôn cho mình, và mặc là nó sẽ chuẩn hơn luôn cho mấy chị luôn nha. Thế mà hiện tại thì mặc là con CH6 cho mình đó. Đây đen mặc là CH6 luôn mấy chị yêu ơi. CH3 là con này là em trắng động luôn mấy chị ơi. Em bán rồi chảy hàng luôn á cả nhà ơi. Đây con này luôn giùm em nha. Dạ vải coi dạng không em. Dạ chị ơi con này coi dạng nhẹ giùm em nha, không có dạng nhiều đâu cả nhà ơi. Coi dạng ở mức độ vừa phải thôi, tại vì nó là chất khung lưới mấy chị cũng biết rồi đó. Khung lưới thì nó sẽ có cái vải mềm hơn, nhưng mà nó coi dễ là nó coi dừng ít, nó không bằng những cái vải quần như em đang mặc đâu cả nhà. Rồi em vô lên tiếp nha chị ơi. Cả bộ đang mặc bao nhiêu ạ? Dạ cái bộ là 174.000 nha. Đẹp chưa? Trời ơi con CH9 nè mấy chị ơi, đúng sang luôn giùm em nha. CH9 luôn mấy chị ơi. CH9 89.000, cái màu nó đúng sang luôn á cả nhà. Dạ cả bộ đang mặc và đang chân như thế này luôn cho mấy chị là chỉ có bao nhiêu? 174.000 thôi nha. Phải này áo lẻ không cầm quần luôn cho mấy chị nha. Áo là 89.000, quần 85.000 luôn cho giúp em. À, chị mua áo lẻ thì không được, chứ nào áo lẻ mà. Đây CH1 của giùm em mấy chị ơi, CH1 của giùm em nha. Trời ơi con màu CH1 của hình cánh quạt của mấy chị. Rồi đã đặt. Cảm ơn chiêu nha. Rồi tiền đệm rồi mới ghim lại cho chị, rồi chị nhắc phòng cái chứ mua cho mình đi. Chị là tự động nó xuất hiện cái mặt và cái mới sao. Hàng mới luôn mấy cục vàng ơi, con này là hàng mới luôn giùm em á. Và hàng bên em sẽ là hàng xuất xưởng, nó không qua trung gian nên bên em để được cho mình là cái giá họ như thế này. Giá họ là chỉ tri ân cho mấy chị ở trên live thôi nha, như để xuống live là tự động chốt hàng mới nhất của 169.000 một áo lần nha. 169.000 là không được hỗ trợ, hôm nay đã được hỗ trợ mình có việc chần chờ gì không chốt đúng không? Chốt luôn trên 1 đến 2 con cho mình về mặt đi chị. Rồi mình cố gắng mình mua trên live để mình nhận được ưu đãi cả nhà ơi. Đây con này chọn giùm em là CH9 cả nhà ơi. Rồi CH9 89.000 luôn giùm em nha. CH9 89.000 luôn mấy chị yêu của em ơi. Và mấy con này thì nó rất là dễ mặc luôn cho mấy chị nha, mà độ tuổi nào thì mặc cũng phù hợp luôn cho giúp em nha. Bà mặc cũng được nè, mẹ mình mặc cũng được, và cả cái mình mặc thì mặc cũng được luôn cho mấy chị nha. Nhờ thì mình nghiêng về những con màu tươi hơn á. Dạ yeah. Rồi mấy chị ơi ưng được con nào thì cử vào dọn hàng mình chọn con đó nha. 89.000 một áo, quần em đang mặc là 85.000 nha, quần hai màu trắng và đen luôn giùm em. Con áo em đang mặc là có tổng cộng là 11 màu mới cho mấy chị luôn. Mẫu đang la là hoàn toàn em có ghim hết trong dọn hàng cho mấy chị rồi, để bạn ghim lại cho mấy chị yêu của em để mình dễ lên đơn được thành công hơn ha. Còn chị nào chưa từng mặc thun lưới thì mua thử thun lưới về mặt đi chị, nó không làm cho mấy chị thất vọng đâu nha. Nó có độ, sẽ có độ co giãn thoải mái luôn cho mấy chị á. Chị muốn lấy một áo đang mặc và chị muốn lấy một áo đang mặc là chị cứ nhắc vào cái giới hàng mình lấy nha. Vì đặt hàng ở trên live mình sẽ nhận được nhiều cái giá hồi và giá chân từ bên em chi ân cho mấy chị á. Một áo phải có kèm sản phẩm cho mình hay á phần có luôn cho mấy chị nha. Đây con này chọn giùm em luôn mấy chị ơi, con này chọn giùm em, nó là mã CH10 luôn giùm em nha cả nhà ơi. Trời ơi con CH10 đúng xịn luôn mấy chị ơi, CH10 89.000 luôn giùm em nha. Thun lưới mà mấy chị không, cái vải thun lưới này là thiệt, nhưng mà mấy chị ơi về cái đầu mỏng là không bao giờ có nha cả nhà ơi. Vải rất là dày dặn, rất là mịn cho mấy chị luôn, không kén da, không kén dáng cho mấy chị luôn nha. Rồi 89.000 luôn, chị nào ưng em đang mặc thì cứ mạnh dạn nhấp vào giỏ hàng để bạn ghim lại cho mấy chị nha. Áo là mã đen ghim gần là ở mã 1, quần là hiện tại là cái quần của em đang mặc là có 85.000, hai màu quần trắng và quần đen cho cả nhà của em luôn nha. Quần là mã 1, còn áo là mã đen ghim giùm em nha. Rồi chị nào mà hồi nãy giờ mình đi vào xem live mà không rõ không biết gì đó cứ comment lên mấy chị hỏi em, anh em sẽ hỗ trợ cho mình dạ, luôn cả nha. Cả bộ đồ bà ba đang phối như này mà chưa đầy tới 200.000 luôn cho mấy chị, mà cứ việc chốt luôn đi chị, không có gì mà tiếc hết trơn á. Đồ thì nó không có bị hư luôn đâu cho mấy chị nha. Mua về mặt tráng phong bỏ vô tủ cất 1-2 tháng sau mà cứ lên 1-2 con là mình có thể mặc full tour luôn cho cái mẫu này á, vì nó sẽ có độ co giãn luôn cho mấy chị nha. Giãn trong đầu hay là nút gài về con. Dạ chị cô ơi, cái này là sẽ đa dạng trong đầu luôn giúp con nha. Và lúc em bên con sẽ là đóng hoàn toàn là trực tiếp pháo luôn cho mình rồi á, mà cực kỳ thoải mái vừa vô tôi luôn cho mình nha.
chắc phải có bị mỏng quá không ạ? Chứ không hề bị mỏng cho mình nha. Không mỏng đó nha cả nhà ơi. Mấy chị thấy không, em mặc lên mà không thấy luôn á cả nhà ơi. Phải mà nói về độ mỏng em không bao giờ nhập về bán đâu. Trời ơi, bên em là hàng sỉ mất cả nhà ơi. Nếu như mà em nhập hàng về mà em đứng ra em bán mà nó hàng nó bị mỏng nè, hàng nó bị xấu nè, hàng nó bị tệ đây cả nhà ơi, làm sao mà em dám cho khách sỉ đúng không cả nhà ơi? Khách sỉ bên em 100 bộ 200 bộ là chuyện bình thường đúng không? Nó mà lấy về người ta bán không được là mệt mỏi, ai đâu dám lấy đồ bên nhà Quốc Vũ nữa đúng không cả nhà của em ơi? Đồ đẹp phơn đẹp em mới tư vấn cho mấy chị thôi, chứ đồ xấu nó không bao giờ em lên mẫu và em về cho cả nhà đâu nha. Chứ phải mặc thì nó sẽ ok cho mấy chị luôn. Còn là lời quảng cáo như nhận về đẹp thiệt nha em. Trời ơi, cảm ơn Tiêu nha, phải đẹp chứ chị, đẹp phải mua quay lại mua nữa nha. Chắc phải co giãn nhiều không em? Giờ chắc phải này thì nó co giãn ít cho mấy chị luôn nha. Co giãn vừa phải luôn cho mấy chị rồi, đương nhiên là nó sẽ có độ co giãn rồi á. Và mẫu này em đem mình đặt máy được 10 tặng tay là vô tư thoải mái luôn cho mấy chị nha. Không kén da, không kén dáng luôn cho cái mẫu này luôn. Áo ra mặt có size 2 còn mà dạ có chứ, từ size 1 đến size 5 là bên em phải có đủ lời, đương nhiên là nó sẽ có size 2 luôn cho mấy chị nha. Hello em yêu, dạ em chào chị Lo Lem nha. Đặt hàng nhất vào cao chú hàng luôn cho mình để chị, nếu không biết cứ cờ mail lên cho em biết là bên em cũng sẽ hỗ trợ là luôn cho mấy chị đặt hàng nha. Còn chị Lo Lem ơi, chị đã nhận được hàng chưa? Áo ra mặt có size 2 còn mà có chứ, từ size 2 là có, vẫn có đầy đủ luôn cho mấy chị luôn nha. Và màu hiện tại đang cầm là con CH4 nha, CH4 luôn cho giúp em nha. Và con CH2 thôi, nhận được hàng chưa, nhận được hàng chưa chứ yêu ơi, nhận được hàng của em chưa? Trời ơi, đây mấy chị ơi, đang mặc hiện tại cho em luôn nha. Trời ơi, con CH6 mấy chị ơi, đúng đẹp luôn nè, đi hoa đỏ nha. Nay nhận được này, cục diện của em ơi, nay không nay cũng ngày mai cục diện ơi, không nay cũng ngày mai thôi chứ ơi. Nói chung là đi hàng nhanh lắm chị, đơn của chị nó đi rồi á. Đơn chị đi mất tiêu rồi cục vàng ơi. Đây hôm nay có mua gì nữa không? Chị muốn đặt một áo và một quần thì chị đặt hai đơn liên tục đi chị, là tự động sẽ gặp đơn vô cho mấy chị nha. Vì cái này là các thao tác đặt hàng cho mấy chị không à, chứ bên em không có hỗ trợ cho mấy chị đặt hàng được nha. Dạ giá là 89.000, áo quần là 85.000, cả set là 174 á cả nhà ơi, cả set là 174 giùm em nha. Trời ơi mấy chị ơi, mà công nhận cái phơn con này đúng xịn luôn nha. Đây con em đang cầm là CH3 luôn mấy chị ơi, CH3 luôn giùm em nha. CH3 cái bông này yêu nè mấy chị ơi, cái màu nó không có đậm nha. Nói chung là tất cả 11 màu này bên nhà em luôn mấy chị ơi. Nền đen thiệt, in cái bông màu đỏ thiệt, nhưng mà bên ngoài cáo nhìn nó không có bị sáng quá, mà không có bị chói, nhìn nó mệt lắm cả nhà. Nó nhiều đúng không? Rồi mà ba nhiều khi mấy chị mặc nổi quá, nhiều khi mấy chị ngại, nhưng mà mặc thử cái đồ bên em đi cả nhà ơi, nó cái màu bông của nó rất là vừa cho mấy chị luôn nha. Rồi 89.000 một có áo bán bộ không em? Dạ chưa, bên em là này áo lẻ và quần lẻ nha. Bên em vẫn còn bộ luôn cho mấy chị luôn á, nhưng mà bộ thì qua mã khác luôn cho giúp em nha. Vì nhiều chị ngại, chứ chị hơi cứng tuổi tí xíu thì chị ngại những cái quần màu á, nên bên em về cho mình làm mấy con áo lẻ nha. Áo lẻ thì nó dễ phối quần đen và quần trắng hơn cho mấy chị á. 52 con mặc được không? 52 con là chọn size số 2 luôn cho giúp em nha. 1m6 mà chị 70 con thì chọn size số 4 luôn cho giúp em. Chị nào đang là khách mới thì cho em một lúc hay giỏi mua thử trước một áo cho mình về mặc cho chị thử giống như là em nói hay không nha. Ở trên live em nói sao là mình sẽ nhận hàng như vậy luôn cho mình đó chị, và màu là nó cũng sẽ đẹp hơn luôn cho mấy chị luôn nha. Lấy chị áo ra mặc thì em mà chị nhắc vào có hàng lấy nha. Hiện tại em ghim lên cho chị rồi á. Ghim cho mấy chị rồi mình cứ phiền nhắc vào có hàng và mình chốt thôi nha. Mẫu này bên em vẫn là con size con số luôn cho mấy chị, từ 40 con sẽ lên từ 85 con quay đầu luôn cho mình, là mấy chị sẽ mặc vừa và mặc đẹp luôn cho cái mẫu này nha. Mà lỡ cái trường hợp không vừa, bên em vẫn có hỗ trợ đổi size cho mấy chị trong vòng 3 ngày luôn. Trước tiên muốn mặc vừa và mặc đẹp lên giúp em đúng cái chiều cao càng cân nặng của mình luôn nha. Hồi đó giờ mấy chị mua chưa mặc không lưới, hôm nay mua thử về mặc mấy chị nó không làm cho mấy chị thất vọng đâu nha. Nó có độ co giãn thoải mái lo lắm luôn cho mình á, làm việc là nội trợ hàng ngày ở nhà hay cũng cực kỳ thoải mái luôn cho mấy chị nha. Đi lễ đi chùa đi đánh đi tiệc luôn cho mình hay cũng rất là lịch sự luôn cho mình á. Còn cái phải lụa phải chấm tuy thì nó đẹp thiệt, nhưng về cái độ co giãn thì sẽ không có nha. Mấy chị lên 1 đến 2 con là khỏi mặt luôn á. Còn chắc phải thun em. Mấy chị có tâm lý bây giờ chị làm mình mặc 1 đến 2 lần là mấy chị đã chán rồi, chán bỏ cho chủ cất 1 2 tháng sau mình có lên con vẫn mặc được luôn cho cái mẫu này luôn nha. Và công lo sợ bị lỡ mất rồi, công lo sợ bị lỗi thời luôn cho mấy chị á. Vì mấy con này thì nó dễ mặc lắm luôn cho mấy chị á. Bên em vẫn có về những con nền đen luôn cho mấy chị nha. Những chị nào về tín đồ của nền đen thì chị là không thể nào bỏ qua được nha. Nền đen thì nó dễ mặc lắm luôn cho mấy chị á, nó không kén da, nó không có kén da nha. Nè chị 65 tuổi mặc được không em, vô tư luôn cho mấy cái mẫu này luôn. Chị 65 tuổi là nên mua mấy cái mẫu này về mặc nha, vì nó sẽ thoải mái cho mày, cho mẹ mình lắm luôn á. Màu đang cầm là màu dạ, với màu đang cầm hiện tại cho mấy chị xem là con CH4 nha. CH4, CH11 và con CH2 luôn cho giúp em nha. Đồng giá chưa không, vì giáo đãi cho mình là chỉ có bao nhiêu 89.000 áo luôn cho ngày hôm nay nha. Mã 15 đẹp kìa, sao em không đây đi chị mua thêm. Và mã 15 hả, đếm coi mã 15 mã gì nha. Đếm coi mã 15 là mã gì nha cục vàng ơi. Nay em bị đuối quá chị rồi đây em ơi. Đây 89.000 luôn giùm em nha chị ơi, 89.000. Mã 15 đó là mẫu AB á. Mẫu đó rất là đẹp nha, đếm lấy cho chị xem em nha. Ôi em mới vừa qua luôn á. Mới vừa qua luôn á.
chị muốn coi con màu nào chị coi đi, chị vô chị chọn màu đi rồi em lấy cho mình coi cùng chị với em ơi. Vô chị chọn màu đi rồi em lấy cho chị coi. Chị lọ lem ơi. Mẫu đó 199.000 bộ, 95.000 bộ. Cái đó con 195.000 à, cục vàng của em ơi. Đây con này chọn giùm em luôn á, chơi CH3 giùm em nha cả nhà ơi. Rồi con này chọn giùm em là CH3 giá 89.000 luôn giùm em. 40 cho đến 85 con độ về luôn giùm em nha cả nhà ơi. Tay dài cổ tim nút ngọc luôn giùm em nha. Đóng hoàn toàn trực tiếp và áo cho mấy chị luôn. Vừa đẹp vừa rẻ giá lại hời. Nhưng mà mấy chị ơi, chị nào mà đi vào xem live thấy em cho em xin thêm một nút theo dõi nha cả nhà ơi. Hôm nay em lên hàng cho cả nhà là hàng chấn động, hàng đẹp, hàng xinh em mới lên nha. Hàng xấu hàng tệ em không có lên bao giờ bán cho cả nhà đâu. Đó cô chị lọ lem ơi, vô cái mã đó coi giùm em đi, ưng được cái màu nào chị coi đi giùm em, đem cho nó đi lấy chị yêu ơi. Chứ em thấy đang ngồi nó cũng dữ lắm rồi đó chị ơi. Đây con này luôn giùm em á chị ơi. Con này luôn giùm em, nó sẽ là con CH3 luôn giùm em. Con này là hàng mới luôn á cả nhà ơi. Hôm qua là bán chấn động con này cho mấy chị luôn á. Hôm nay nó còn được một ít nên em cố gắng em tranh thủ em lên em like cho cả nhà luôn nha. Rồi con này chọn giùm em là CH3 coi dạng nhiều không em? Dạ không chị ơi, con này coi dạng ở mức độ vừa phải, coi dạng ít thôi nha. Không coi dạng nhiều nha chứ ơi. À, mẫu này có sai không ạ? Dạ có chứ, từ size 1 đến 5 luôn cho mấy chị nha, có sai chứ. Đẹp chị ơi. Mà dạ. Mã 19 hả chị? Mã 19 chị An Nhiên ơi, mã 19 thì em coi nó gần ở đây không nha chứ ơi. À, mã 19 quá là chắc phải thun lưới thôi chị, có nói là mẫu thun AH lưới. Á. VH mã AH ta hả? VH. VH có cục vàng của em ơi, mã 19 nó không lưới luôn, y chang, em đang mặc luôn. Y chang em đang mặc, nó chỉ khác cái bông thôi, cục vàng của em ơi biết sao không? Tại vì bông này một lần em lên giỏ hàng được có 20 bông mà. Mẹ em về số lượng rất là nhiều bông luôn á cả nhà, nên mấy chị em đi lên một lần 3-4 mã cho mấy chị vậy đó. Nó nhưng mà cái chất lượng, cái form dáng đồ y chang em đang mặc luôn nha, nó đều là thun lưới nha cục vàng ơi. Nói chung là y chang nhau, chị có con đó lúc là có tim tay dài mấy chị ơi. Hôm nay cái mẫu này nó lên cái giá rất là tốt cho mấy chị luôn á, tính ra có 89.000 con đó mấy chị ơi. Nền đen hoa xanh luôn giùm em nha. Rồi con này chọn giùm em, nó sẽ là con màu giùm em nha mấy chị ơi, CH7 luôn giùm em nha cả nhà. CH7 89.000 luôn giùm em nha. Chị nào đang là khách mới thì cho em một lúc theo dõi luôn nha, để khi nào em phát like lên là tự động mình sẽ thông báo luôn cho mấy chị luôn nha. Rồi, con chị lọ lem ơi, chị vô giỏ hàng cho coi thử giùm em đi, mình ứng được màu nào mình chốt màu đó chứ ơi. Đây, chị có mua hàng bên em rồi là không có gì phải lo, không có gì phải ngại trơn á chị. Chị em sẽ sợ là mấy chị nào mà mới mua bên em lần đầu thôi sợ chất phải đồ này kia đúng không? Còn mua hàng bên em rồi là mấy chị cứ yên tâm nha. Em này em bán hàng từ hồi đó tới giờ rồi, nhận hàng về mà không giống hay có bất kỳ vấn đề gì đó, mấy chị cứ ấy trên live bên em hỗ trợ cho mình, một nhắn vào shop, hai nhắn trên live vô giùm em nha. Tại vì nhiều khi trong shop mấy chị với mấy bạn hỗ trợ không kịp á, cả nhà mình nôn mình nóng gì đó mình có thể lên trên live nha. Tại vì mùa giờ rủi làm mắt em đầu like cho tới chiều tới khuya cho mấy chị rồi nha. Dạ mã 19 đi chị ơi, mã 19 thì chị coi cái màu đi cục diện của em ơi, nó cũng giống em đang mặc, em đang lên con này em không qua mã 19 được nha chị ơi. Bây giờ cái mã 19 chị ưng con màu nào chị nhấp vào giỏ hàng chị chốt giùm em cái màu đó được không? Tại vì cái mẫu này trang nó khác bông thôi, chứ bây giờ em đang lên con này em đâu có đưa được con đó cho chị coi đâu chị ơi. Cái mã 19 thì giống y chang nhau. Dạ chị, không cảm giùm em nha chị ơi. Em ghim con nào em like con đó cho mấy chị nha. Em không có like qua con này con kia được nha. Rồi em mặc sang màu khác nha, phải thun gì lưới. Lưới y chang em đang mặc em nói nè. Nè nó là thun lưới luôn, y chang cái mẫu em đang mặc cho chị yêu của em luôn nha. Nói chung là y chang nhưng mà nó chỉ khác bông thôi mấy chị, để mặc màu khác qua cho mấy chị xem nha. Nó khác cái bông thôi. Và mẫu này bên em gồm có 11 màu luôn cho mấy chị nha. Thì mẫu này thì nó về rất là nhiều đợt cho mấy chị rồi, nên chia ra chị thì nói chung thì cũng giống y chang nhau thôi à. À dạng trong đầu thấy em giờ đúng rồi nha. Con này cũng sẽ ra dạng trong đầu luôn cho mấy chị nha. Nói chung là mặt hàng bên em đều là dạng trong đầu cho mấy chị không à. Trong đầu thì nó sẽ dễ mặc hơn cho mấy chị luôn á. Và phần nút bên em thì nó không lo sợ bị hở luôn cho mấy chị nha. Thì bà ba thì dễ hở, phần ở trên đây là chị bên em là ma luôn cho mấy chị nha. Mình quay tới và lưu là cũng không lo sợ bị hở luôn cho mình đó chị. Bao nhiêu con vừa em dạy từ 40 con cho đến 85 con quay đầu luôn cho mấy chị nha. Chị 72 con mặc được không? Và 72 con thì cho chọn size số 5 luôn cho giúp em nha. Một mét 50 mình 59 con là chọn size số 3 luôn cho mình, là vừa và là đẹp tươi cho mình rồi chị. Hy vọng sao chị Huy Linh nha. À, 52 con mặc được không? Dạ 52 con là size số 2 á, đang vào xem live mà đẩy view cao cao lên luôn cho giúp em nha. Chia sẻ viên like cho bạn bè người thân cũng vào mua cùng nuôi chị hôm nay, giá cực kỳ là hời chi ông mà luôn cho mấy chị á. Mua về mặc đi uống cà phê nó cũng rất là đẹp luôn cho mấy chị nha. À, lấy cho chị áo đang cầm là con CH11 nha. Con này là con CH11 luôn cho mình, là chị là một con đỉnh đen hoa vàng cho mấy chị nha. Con này thì cực kỳ là sáng da luôn cho mình rồi á. Đây con này luôn mấy chị yêu ơi, con CH3. Này là CH3 luôn giùm em nha cả nhà ơi. Trời ơi con màu CH3 nó dễ thương quá mấy chị ơi. Nãy là em mặc là CH6 luôn giùm em nha. Rồi em đang cầm hiện tại cho mấy chị là CH3 luôn giùm em nha. CH3 89.000 luôn cả nhà ơi, 89.000 một con luôn giùm em nha. Đẹp xuất sắc luôn mấy chị ơi. Con này bên em về bao nhiêu là hết bấy nhiêu cho mấy chị nha. Rồi CH3 cho chị xem áo em mới vừa cọ ra đây, em cho chị coi lại nha. Con đó là con CH6 cục vàng ơi. Đẹp lắm, cái nền đen hoa đỏ này đẹp lắm mấy chị yêu ơi. Mon mới hay ra là con CH6, chị về mời em mặc cho mấy chị xem là con CH3 nha. Như con hồng của mấy chị với gì là một con hoa hồng luôn cho mấy chị nha, mặc áo luôn chị.
Đây con này luôn mấy chị ơi, con này chọn giùm em là CH6 luôn giùm em nha. Đây xem lại giùm em nha cục vàng ơi. Nó tao quýnh mày cái wheel lên mày cho tao tán mày vài cái đi. Đây con này là CH6 luôn mấy chị yêu các em ơi. Rồi con em đang mặc hiện tại là CH3 luôn cả nhà ơi. CH3 89.000 luôn giùm em nha. Rồi con này chọn giùm em là CH6 luôn cả nhà ơi. À mẫu này bao nhiêu màu em? Quýnh coi nó có lên không? Đây CH6 luôn giùm em nha. Dạ. CH6 vào đây, em hỗ trợ cho để hỗ trợ cho mình nha cục vàng, em hướng dẫn cho chị mua giỏ hàng. Trước tiên mà chị Huy Linh ơi, chị muốn mua con CH6 á là chị cũng phải nhắc vào cái dấu hàng màu vàng ở bên phía trái màn hình của mình luôn giúp em nha. Chị thấy cái mã địa chữ đỡ riêng ở đây sẽ là cái mã đăng like nè. Nhìn qua là chị phải nhắc vào cái chữ mua là tự động nó sẽ hiện cái bảng màu và cái bảng size lên. Bước này là mình sẽ chọn màu. Màu hiện tại đang mặc là con CH6 của chị là nó sẽ nằm ở dòng số 2 nè. CH6 y chang con màu đang mặc luôn cho mấy chị nha. Nhìn vào là chị sẽ thấy liền luôn à. Lướt xuống cái mình chọn cái size, mặc size nào chọn cái size đó nhắc vào chữ mua ngay. Ở phía trên đây điền thông tin giao hàng của mấy chị, lướt xuống tích phở thanh toán khi nhận hàng nhé, phở cho đặt hàng là mình sẽ đẹp có đơn lắm mấy chị ơi. Rồi con này là CH6 luôn giùm em nha, vô giỏ hàng đặt được đơn rồi thông báo cho em biết em kèm sản phẩm cho mình luôn nha mấy chị ơi. Rồi mấy chị ơi, đơn nhảy liên tục cho con này luôn rồi cả nhà ơi. Rồi em đang mặc là chỗ có con CH9 nền đen con hoa hồng trắng, con này chị mới đặt một con rồi nha mấy chị, cảm ơn siêu nha, yên tâm. Đây đang mặc là CH3, còn em đang cầm hiện tại cho mấy chị nó sẽ là con CH9 này. Đây tôi giả cho. Đây con này em có con tỉnh luôn. Tại vì bữa nay tao cũng vậy. Sao chị đặt không được vậy? Tới nào mà chị đặt không ơi, được? Tới ao tái nào rồi mà chị đặt không được nha? Thun lưới. Thun lưới nha cục vàng ơi. Con này là thun lưới chốt vải mềm mịn đã lắm mới cho đây. Cái vải của nó mấy chị nhìn đi không? Vải con này là thun lưới co giãn mềm mịn luôn giùm em nha. Rồi 89.000 cho con này luôn giùm em nha. Đây con này chọn giùm em là CH9 cả nhà ơi, CH9 89.000 luôn giùm em nha. Rồi con này chọn luôn giùm em nha. Sao chị tới thao tác nào rồi chị mua không được có cục vàng ơi, chị tới thao tác nào rồi chứ yêu ơi. Chị tới thao tác nào rồi mà cho chị săn chua đường nữa đó. Đây con này chọn giùm em luôn mấy chị ơi, CH luôn giùm em nha. Trời ơi mấy chị ơi, cái nền đen hoa đỏ này CH6 mấy chị nhìn cái chốc phải nè. Không bẩm không lộ cho em luôn, em mặc mấy chị thấy không? Có lộ gì không, có thấy gì không cả nhà của em ơi. Con này em bán đó giờ rồi, bán từ hồi Tết tới giờ rồi cả nhà ơi. Hàng không đẹp em không bán được đâu. Dạ CH6 không thấy. Nè chú ơi chị đếm nè, chị bấm vào cái mẫu hàng giỏ hàng của em là cục vàng của em ơi. Đây em hỗ trợ cho mình nha. Đây cái giỏ hàng màu vàng này chị bấm vào giùm em nha. Cái mẫu em đang like để chịu đã dream này chị thấy không? Cái mẫu ở đầu like này chị bấm vào chỗ mua. Nói rồi chị điểm giùm em đi CH1, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè. Rồi 6 là em đang cầm nè, vô giỏ hàng coi lại nha. Có mới like được, không có không like được đâu chứ ơi. Không có làm sao mà em like được. Vô giỏ hàng coi lại giùm em. 57 là lấy size 3, 60 cân, 1m6 là size 3 luôn giùm em nha. Cục vàng của em ơi, 57 size 3, còn 1m6, 60 cân vẫn mặc size 3 luôn giùm em nha. Rồi em tư vấn cho mấy chị rồi đó cả nhà các em ơi, chị nào mà đang vào xem live phân dân trần trời gì nữa thì mấy chị cứ mạnh dạn nhấp vào giỏ hàng luôn giùm em nha. Rồi không biết cứ comment luôn giùm em là không biết em hỗ trợ cho mấy chị yêu các em để mình được lên đơn thành công và lên đơn sớm nhất luôn nha cả nhà ơi. Không nha, không bị xù lâm, không bị chảy xệ phải, và đặc biệt là mấy chị mua con này về mặc thử đi, trải nghiệm thử thôi, không còn phải làm gì trơn. Mua về mặc đẹp lần sau quay lại mình ủng hộ mình mua tiếp cho em ha. Chị nào mình đã đặt, mình đã săn, mình đã mua rồi cứ comment lên cho em biết nha, bên em sẽ kèm sản phẩm chứ không phải đi đơn luôn cho mấy chị nha. Đặt hàng ngày hôm nay là ngày mai, chiều nay làm sẽ đi đơn cho mấy chị, là tầm khoảng ngày mai hoặc ngày 4 là mấy chị sẽ có đơn thôi nha. Nói chung là bên em sẽ tranh thủ đi đơn sớm nhất có thể luôn cho mấy chị á. Đây con này luôn mấy chị yêu. Cái gì? Cái gì đó? Gì đó? Khùng điên gì á. Đây con này luôn mấy chị ơi, con này chọn giùm em là CH6 luôn mấy chị yêu các em ơi. Mà hiện tại đây mặt là con CH3 luôn cho mấy chị nha. CH3 là giống như con bông hồng cho mấy chị, cực kỳ là sáng da luôn cho mấy chị luôn nha. 52 con mặc được không em? Dạ 52 con là size số 2 luôn cho mấy chị nha. 48 con chọn size số 1 luôn cho giúp em nha. Nói chung là hàng bên em vẫn là hàng của size của số cho mình thì mình cứ việc yên tâm đi chị. Mua về là mấy chị là chỉ có mặt vừa và mặt đẹp thôi nha. Mà là cái trường hợp con vừa vẫn có hỗ trợ đổi size cho mấy chị trong vòng 3 ngày luôn. Con này chắc phải gì em? Dạ con này chắc phải thun lưới luôn cho mấy chị nha. Đây con này chọn giùm em luôn mấy chị ơi. Nền mặt đen hoa đỏ giùm em là CH6 nè. Rồi con này chọn giùm em là CH9 nha cả nhà ơi, em vô màu lên nha. Rồi CH9 luôn giùm em. Rồi CH1 đẹp quá cả nhà ơi. Con chỉ nào muốn xem rõ màu hơn nữa thì nhé, vào có hẹn mình xem màu đi chị, muốn coi. Rồi CH1 luôn giùm em. Rõ hơn nha. Màu ở trong hơi hơi đậm hơn phải không em? Vậy đúng rồi nha, màu ở trong đây, hơi đậm. Đây con là CH7 luôn giùm em nha cả nhà ơi. CH7 giùm em nè, CH10 nè cả nhà. Và mẫu này bên em gồm có 11 màu cho mình nha. Nhưng màu này thì cũng chất lượng luôn á. Đây con này là CH10 luôn giùm em nha cục vàng ơi. Cảm ơn Chiêu đã đặt được đơn nha.
Đây con này là CH5 luôn giùm em nha cục vàng ơi, CH5 89.000 luôn giùm em nha. Rồi em áo chị đang mặc 57 con không có chị ơi, 57 con chọn size 3 giùm em nha cục vàng ơi. 57 con nhóc vào giỏ hàng chọn size 3 giùm em là vừa là đẹp cho em luôn nha. Trời ơi con này đẹp quá à. Đây bạn duy nhất có hàng size 3 luôn cho mình để chị đếm kim lại cho chị. Dạ các bạn hỗ trợ lại cho mình nha cục vàng ơi, bạn hỗ trợ cho mình để mình được lên đơn thành công nha mấy chị ơi. Trước tiên mà chị nào muốn đặt hàng cái con này mặc, tức là con CH3 của chị, là chị thấy cái dấu hàng màu vàng ở chỗ mình luôn không? Chị nhất phải có dấu hàng màu vàng vàng ở đây luôn giúp em. Cái mã hiện tại địa chỉ đã ghim. Cái mã hiện tại địa chỉ đã ghim ở đây sẽ là cái mã đăng like hiện tại nó ghi chứ đặt sắc ở trên đầu luôn rồi nè mấy chị. Nhìn qua chị phải nhắc phải có chữ mua là tự động nó sẽ hiện cái bảng màu và cái bảng size lên. Bước này là mấy chị sẽ chọn màu ưng con màu nào thì mấy chị chọn con màu đỏ luôn cho giúp em nha. Rồi hiện tại đang mặc là con CH3 là nó sẽ hiện đầu tiên nè. Cái màu bả 35 luôn. Lưu số cái mình chọn cái size cho mình nè, mặc sao nào thì chị chọn cái size đó nhé, phải chữ mua ngay. Ở phía trên đây điền thông tin giao hàng của mấy chị, lướt xuống tích phần thanh toán khi nhận hàng nhé, phải cho đặt hàng là mấy chị sẽ có. Dạ áo em đang mặc chất vải của nó là vải thun lưới nha cục vàng ơi. Em đang mặc chất liệu của nó là thun lưới co giãn mềm mịn cho em luôn nha mấy chị ơi. Rồi 89 cành luôn mấy chị ơi. Chị nào đi vào xem like thấy em đang mặc mà ưng nữa là cứ nhấp vào giỏ hàng giùm em ha. Có miễn ship không em, dạy chơi phí ship không, còn tùy thuộc vào cái tài khoản của mỗi chị nữa. Hồi nãy giờ mấy chị mua toàn được miễn ship không luôn á, còn về có phần ship hay không thì bên em không có hỗ trợ cho mấy chị nha. Cả bộ luôn là bao nhiêu vậy em, và cả bộ luôn là 174.000 là cả bộ luôn cho ngày hôm nay nha. Chị mua đẹp rồi, mọi chị mua quá rẻ luôn mấy chơi. Rồi 174 luôn giùm em là cả một set đang like áo 89.000 quần 85.000 luôn giùm em. Trời ơi con CH8 đó thằng ơi, đẹp quá. CH8 thì giống như là màu xanh ngọc cho mấy chị, bông rất đẹp cho mình nha. À, mẫu này có màu tối không em, dạ có chứ, màu tối thì đơn giản mà dễ mặc nhất thì chỉ lấy ba con màu như là màu CH5, CH6 và con CH7 á, nói chung là màu nào thì nó cũng đẹp luôn á. Sao không thấy CH6 có nè, em dẫn cho chị nha. Trước tiên mà chị nào muốn đặt hàng con CH6 á thì chị phải nhắc vào cái dấu hàng màu vàng ở bên phía trái màn hình của mình luôn giúp em. Cái mã hiện tại để chữ đỡ riêng ở đây sẽ là cái mã đang like nè. Nhìn qua là chị phải nhắc vào cái chữ mua là tự động nó sẽ hiện cho em hoặc là cái bảng size lên nha. 61kg chị muốn mà em đang mặc là size 3. Dạ cái mình ví dụ điểm màu nha. Size mặc là CH1 này, CH2 này, CH3 này, CH4 nè, CH5 này, CH6 nè. Con CH6 chị là nó sẽ nằm ở dòng số 2 y chang luôn cho giúp em nha, mình xem lại nha. Có em mới like được, không có là like không được đâu chị. Lưu xuống cái mình chọn cái size cho mình. Chị mặc size nào thì chị chọn cái size đó, nhắc hồi chữ mua ngay. Ở phía trên đây điền thông tin giao hàng của mình, lướt xuống tích phần thanh toán khi nhận hàng mấy chị nhé, hỏi chứ đặt hàng là mình sẽ có đơn thôi nha. Rồi rồi 61 con là chọn giùm em là size 3 nha mấy chị ơi. Rồi chị nào đi vào xem live tranh thủ nha cả nhà ơi, không biết đặt đơn hay là không rõ gì đó cứ comment lên hỏi em, bên em hỗ trợ cho mình nha. Rồi 89.000 một áo luôn giùm em nha cả nhà ơi, thấy được CH6 chưa mấy chị ơi? Chị nào đang mặc là con CH3 luôn cho mấy chị nha. Rồi chị Kim Anh ơi, thấy con CH3 của chị chưa? Muốn đặt hàng là mình phải nhắc vào cái chỗ hàng và mình đặt luôn nha. Giá rẻ bằng xiền công nha, có đâu mẹ đổi phải tốt bé yêu xinh xinh yêu. Trời ơi cảm ơn chị yêu dấu nha. Cảm ơn chị yêu các em nha, cục diện của em ơi. Em nói rồi con này chất phải rất là mịn luôn mấy chị ơi. Thun bên em là mặc hồi đó giờ rồi, cả nhà chị nào mà đã từng mua bên em là sẽ biết cái thun bên em là nghe là thun lúa, nhiều khi mấy chị có tâm lý là nó bị mỏng này kia, nhưng không nha cả nhà ơi, bên em phải đúng một lớp nhưng mà phải nó sẽ xịn hơn nha. Để chị mua mẫu CH6 em y chang mà nè, con CH6 của chị nè nè. Nên đen hoa đỏ đó chị ơi, hoa con đỏ đỏ hồng hồng mất cục diện ơi. Trong giỏ hàng cái màu nó khác á, nhiều khi nó đậm hơn chị nhìn nó không ra đó chị ơi. Nè chị chụp cái màu sáng xá lại đi, khi mà bên em giao hàng tới nhận hàng không giống rồi, ra đây em hỗ trợ cho cục vàng của em nha. Quay lại đây em hỗ trợ cho mình nha cục vàng của em ơi. Còn con màu đang mặc là con CH3 nha. Màu đang mặc là con CH3, còn CH6 là con này đen hoa đỏ á. Nói chung là dạ, có mới like được. Nói chung là có mới like được, không có rồi sao em ngồi đây em like cho cả nhà đúng không cả nhà các em ơi. Cái gì cũng vậy, phải có em mới like được, không có thì em không like được đâu mấy chị ơi. Rồi 89.000 luôn giùm em nha cả nhà ơi. 89.000 luôn giùm em nha, nền đen hoa đỏ luôn cả nhà ơi. Còn chị Quyên ơi yên tâm đặt hàng đi chị, em like xong là mình sẽ nhận hàng để như vậy luôn nha. Phim mở trong cái dấu hàng là nó sẽ hơi động một chút xíu, một phần là do nó bị thiếu ánh sáng á. Còn mình nhận hàng sẽ là hàng đang like và màu nó sẽ chuẩn hơn luôn cho mấy chị nha. Chị muốn lấy set đang mặc thì chị phải nhắc phải có hàng lấy cho mình đi chị. 62 con là size số 3 nha. Chị gì nè, chị hầu gì nè, nhắc phải có hàng chạy size 3 luôn cho mình là vừa và là đẹp luôn á. Trời ơi em tư vấn rồi, cứ thời giỏ hàng để bạn ghim lại cho. Quần là mã 1 giùm em nha cục vàng ơi. Quần là mã 1 của giùm em nha. Rồi hiện tại cái mẫu này em có ghim lên cho mấy chị rồi nha, ghim cho mấy chị rồi là chị có phù hợp có đẹp thôi nha. Quá trời, không ai nắm được đâu.
Không có cái gì không? Cà phê đúng là ngủ rồi. Không, khó chịu. Không, thôi. Đi ra đi nội ơi. Đi ra đi. Chị thiếu ngủ đâu, không chết rồi. Chán đi nha. Giờ tao thiệt luôn á, trời, giờ chờ xíu ạch đèn luôn á. Kiếm đi. Một cái cũng được. Nhiều năm em ba bệnh nằm đặt cái đá. Rồi 89 ngàn luôn mới chơi, 89 ngàn luôn giùm em nha cả nhà. 40 cho đến 85 cân đổ về giùm em nha cả nhà ơi. Hiện tại cho em là CH3 nha cả nhà ơi. Trời ơi con CH3 này đẹp quá. Một bé 57 cân là chọn giùm em là size 3 nha. 65 cân là chọn size 4, 52 cân là chọn giùm em là size 2 nha chị yêu các em ơi. Rồi em đã tư vấn size cho mấy chị rồi đó mấy chị ơi. Chị nào mà đây và xem like mà ưng con này em đang mặc nữa thì mấy chị cứ mặc dễ nhất vào giỏ hàng giùm em nha. Rồi có 89 ngàn một con áo cho mấy chị như thế này luôn nha. Rồi CH9 luôn giùm em cả nhà ơi. CH9 89 ngàn con này chọn giùm em là CH6 nền đen hoa đỏ giùm em nha. Rồi 62 con là size 3 giùm em nha cục vàng của em ơi. Trời ơi con này đẹp quá nền đen hoa vàng luôn giùm em là CH5 cả nhà ơi. Rồi con này chọn giùm em là size 5 chị nhận hàng rồi mặc đẹp lắm trời ơi. Em nói rồi con này đỉnh lắm. Con này đỉnh lắm mấy chị ơi. Con này là đỉnh của chớp cho mấy chị yêu các em luôn nha. Không mua con này là tiếc, không mua con này là ổn nha cả nhà các em ơi. Mấy chị ghé, mấy chị cố gắng, mấy chị săn ở trên like luôn giùm em để mình được cái giá hời và giá rẻ nha cả nhà ơi. Rồi 89 ngàn luôn giùm em nha cả nhà ơi. 57 con là đã size 3 giùm em nha. Dạ có màu khác không em mấy chị ơi? Chị Quyên ơi, bây giờ hiện tại con này em có 11 bông nha cục vàng ơi. Em có tới 11 bông cho mình lận, mình vô giỏ hàng mình đổ bông đi. Đây con 7 nè. Đây con này chọn giùm em là CH1 nha cả nhà ơi. Trời ơi con CH10 cái màu xanh đúng xinh luôn mấy chị ơi. CH10 luôn giùm em nha. Rồi con này chọn giùm em là CH10 cả nhà ơi. CH10 89 ngàn luôn giùm em. Rồi con này chọn giùm em là CH8 nha cả nhà. Rồi CH5 giùm em nè. Em đang mặc là 6 nè. Con là 7 luôn giùm em nha cả nhà ơi. Rồi và cuối cùng là CH9 nền đen hoa trắng luôn giùm em nha. Rồi đợt này bên em chị nào mà thích cái nền màu đen là ta nói mẫu này về là ta nói là mẫu nào mấy chị mặc cũng được luôn giùm em nha. Tại vì cái mẫu đợt này em về là cái màu đen em về khá là nhiều luôn á cả nhà ơi. Rồi 89 ngàn luôn cả nhà của em ơi. Đã đặt, đã mua, đã săn được rồi comment cho em biết em lên đơn thành công và có kèm sản phẩm cho mấy chú yêu của em luôn nha. Rồi 89 ngàn luôn cả nhà ơi. Đau quại trời. Đây mấy chị ơi 89 ngàn luôn giùm em nha cả nhà ơi. Đây đang mặc hiện tại là chọn giùm em là CH3 nha cả nhà ơi. Rồi con này chọn giùm em là CH9 luôn giùm em nha. CH9 luôn mấy chị ơi. Chị nào mình đã đặt mình đã mua nữa rồi luôn thì mình cứ comment lên cho em biết luôn nha. Bên em sẽ kèm sản phẩm chân vui luôn cho mấy chị nha. Một áo phân có, hai áo phân có đặt là bên em cũng sẽ có kèm luôn cho giúp em luôn. 52 con là size số 2, 40 con thì chọn size số 1 luôn cho mình á. Vẫn nghe thầy. Vẫn nghe. Dạ rồi thầy, dạ rồi thầy. Dạ rồi ạ. Dạ rồi. Thôi cái này, cái này lắm rồi đúng không? Ừ. Cái gì? Cái phần gì cảm. Đúng rồi. Tắm rồi. Màu hiện tại để mặc là con màu CH3 luôn cho mấy chị nha. CH3 rất là đơn giản nhưng mà cực kỳ là dễ mặc luôn cho mấy chị luôn. Đặt hàng nha, phòng bán hàng đặt luôn cho mấy chị ơi. CH3 89 ngàn luôn giùm em nha. Rồi con này chọn giùm em là CH9 cả nhà ơi. Chị 65 tuổi mặc được không em, vô tư luôn cho mấy cái mẫu này nha. 65 tuổi thì tránh những con màu xám. Chị nói chung là cái mẫu này là con nào mặc cũng phù hợp hết trơn á. Đây 89 ngàn luôn mấy chị ơi. 89 ngàn luôn giùm em nha. CH9
CH9 cả nhà ơi. Rồi đang mặc hiện tại cho em là CH3, đang cầm là CH9 luôn giùm em nha. 89 thành một áo em đang mặc luôn giùm em. Quần sẽ là quần lưng vải và có kèm túi cho mấy chị nha. Túi là túi sâu và túi rộng luôn cả nhà ơi. Rồi chị nào đi vào xem nay ưng em đang mặc nữa thì mấy chị cứ nhấp vào giỏ hàng giùm em nha. Vì hiện tại cái mẫu này em có ghim lên cho mấy chị hết rồi nha. Ghim cho mình rồi mình cứ nhấp vào cái hàng và mình chốt thôi mấy chị. Ê chị bộ đây mặc đây mà chị nhấp vào có giới hàng lấy nha, chứ mình comment là không có đơn cho mấy chị đâu nha. Đây chị ở đây mặc 52 con, 52 con là size số 2 á. Rồi mấy chị ơi, 89.000 luôn giùm em nha cả nhà ơi. 89.000 một áo luôn giùm em nha. 40 cho đến 85 con quay đầu giùm em, con này là mặc đẹp nha. Trời ơi con này hồi tối em like mấy chị ơi, chấn động luôn, không đủ hàng ghim luôn á cả nhà ơi. Không đủ hàng bán mà hôm nay nó lại có được một ít là mấy chị nên lấy nha cả nhà ơi. Áo đang mặc có size to không em? Dạ có nha, size to bên em là tới size 585 con nên chị. Nói chung là chị muốn đặt hàng thì chị lên giùm cao kèm cái nặng của mình nha. Còn việc tư vấn size đi 2 thì em tư vấn cho mấy chị nha. À lấy chị áo đang mặc đi em, mình chị nhắc vào có cho hàng lấy nha. Hiện tại món này cũng riêng chị cho chị gọi á. Đây con này đẹp luôn giùm em mấy chị ơi, CH9 luôn giùm em nha cả nhà ơi. Trời ơi CH9 89 có chị. Rồi em ghim lại cho chị rồi nha. Con đó vậy? Đây em đang mặc hiện tại cho mấy chị yêu kem nha cả nhà ơi. CH giá bao nhiêu em? Dạ 89.000 thôi chị. Màu đang mặc là con CH3 nha. Mẫu này bao nhiêu màu em? Dạ mẫu này nó gồm có 11 màu luôn cho mấy chị á, tương đương với 11 bông khác nhau luôn cho mấy chị nha. Ưng con nào chọn con đó luôn cho giúp em. Nút gài hả em? Dạ đúng rồi, hồi không phải nha. Con này sẽ diện trong đầu luôn cho mấy chị nha. Vậy trong đầu em sẽ dễ mặc hơn cho mấy chị á. Mình cứ đi đâu gấp hình hộp vào thì cũng nhanh nữa chị, khỏi cần phải gài mất công gài đúng không? Trời ơi 89.000 thôi mấy chị ơi. Rồi con này chọn giùm em luôn mấy chị ơi, con này chọn giùm em là CH9 luôn giùm em nha cả nhà ơi. Rồi CH9 89.000 luôn giùm em nha. Còn chị nào hiện tại chưa đặt hàng có con mẫu này nữa, mình cứ việc tranh thủ mình đặt cho chị. Chưa qua hôm qua mình chưa săn được, hôm nay phải tranh thủ mình săn nha. Vì cái mức giá này là chưa ông cho mấy chị ở trên live thôi, nhưng để xuống live không được không mức giá này nữa cho mấy chị đâu nha. Áo này mặc đẹp quá hiền, mình thấy mua đi chị, đẹp quá mình thấy mua đây, nha. Đây con này chọn giùm em là CH9 nha cả nhà ơi. Đây con này chọn giùm em là CH9 luôn mấy chị ơi. CH9 luôn giùm em, 89.000 luôn giùm em nha. Con này em có 11 màu nè. CH5 hồi nãy, CH6 luôn nè cả nhà ơi. Đây con này là CH5, màu vàng là CH6 luôn giùm em nha cả nhà ơi. Màu vàng là CH6 luôn giùm em nha. Đã đặt, đã mua, đã săn được rồi, comment cho em biết cho mấy chị ơi. Rồi chị đã đặt, trời ơi. Rồi mấy chị ơi coi thử giùm em nha. Chị nào đi vào xem live mà không rõ không biết gì nữa cứ comment cho mình hỏi em để em hỗ trợ cho mấy chị yêu các em nha. Để em dễ hỗ trợ cho mấy chị yêu các em nha mấy chị ơi. Rồi mấy chị ơi, em đang mặc rất là xinh cho cả nhà với em luôn nha cả nhà ơi. Em đang mặc là cực kỳ xinh cho mấy chị luôn. 89.000 luôn giùm em ha. 57 cân là size 3, 65 cân là chọn giùm em là size 4 nha. 52 cân là chọn size 2 chứ yêu các em ơi. Rồi mình tương tác, mình tim tim, mình chấm chấm lên giùm em nha cả nhà ơi. Tương tác lên giùm em tí nha cả nhà. Mình tim tim, mình chấm chấm pha màn hình luôn cho mình đi chị. Nếu không biết thì mình cũng cứ comment lên cho biết bên em sẽ hỗ trợ là luôn cho mấy chị đặt hàng luôn nha. À bao nhiêu một áo em? Dạ 89.000 nữa chị. Thường ngày mấy chị mua 120, 130, hôm nay chưa cho mấy chị 89.000 dạ. Luôn cho ngày trời hôm nay. Trời ơi lâu lâu mới có dịp ưu đãi, có dịp trêu cho mấy chị nha. Trời ơi đẹp hôm quá. Hôm xuống 2 dạng đó, áo và ba trơn chị, áo nó rất là đẹp nha. Áo là nó trơn, không có đường gì hết trơn á. Rồi em đang mặc hiện tại cho cả nhà nha cả nhà ơi. Đang mặc hiện tại cho em luôn là CH3 nha cả nhà ơi. CH3 89.000 luôn giùm em nha. Rồi con này cái màu CH8 rồi chị ha, không cái màu đúng xịn luôn giùm em nha. Rồi con này chọn giùm em là CH8 cả nhà ơi. Rồi hiện tại đang cầm là con CH8 nhưng mà đang mặc là con CH3 luôn cho mấy chị nha. À, chị muốn xem màu vậy, chị muốn xem màu thì chị nhắc vào cái giỏ hàng mình xem em ghim lại cho, để em ghim lại cho mình nha. Cục vàng của em ơi, em ghim lại cho mình vô giỏ hàng mình đặt nha cục vàng ơi. Trời ơi có 89.000 cái thôi mà nó đẹp xuất sắc như thế này nè cả nhà ơi. 40 cho đến 85 độ về giùm em là mặt đẹp nha. Rồi mình tương tán, mình tim tim, mình chấm chấm lên giùm em đi cả nhà ơi. À, chị mới đặt con này hôm qua rồi, mặt đẹp ưng lắm nha em, cảm ơn chị nha. Hôm nay chị mới hôm qua mà hôm nay nhận hàng đó hả cả nhà. Trời ơi mới hôm qua sáng giờ cũng có mấy chị nhận rồi con này nha, mấy chị nhận con 567 á. Trời ơi hôm qua 567 chị nào cũng mê con này hết trơn á cả nhà ơi. Chị nào cũng đều khen con 567 này bên em hết trơn mà công nhận nha. Nền đen lên nhìn cái áo mấy chị ơi, nó sang cực kỳ cho mấy chị luôn nha. Nhưng mà riêng những cái mẫu này bên em đi đám rồi rất là tuyệt vời luôn á cả nhà ơi. Đi đám đi tiệc đồ cũng được luôn giùm em nha.
Cá bò. Cá bò đã mặc bao nhiêu em? Dạ cá bò đã mặc đen trơn chưa? Hết chuyện như thế này là 174.000 là cá bò luôn cho ngày hôm nay nha. Đây 89.000 luôn mấy chơi, 89.000 luôn giùm em nha. Trời ơi con em đang mặc đúng xịn luôn mấy chơi, con em đang mặc quá trời đẹp luôn cả nhà ơi. Đây con này chọn giùm em là CH9 nha, đặt được rồi em trời, trời ơi. Ơi cảm ơn chị Quyên nha. Trời ơi chúc mừng chị Quyên đã đặt được đơn giùm em nha. Trời ơi nãy giờ chị đặt không được, có phục vẹt với em ơi, chị đặt được mấy con rồi. Trời ơi lấy luôn 2-3 con đi mấy chị, lấy luôn 2-3 con đi cho nó rẻ phục vàng của em ơi, có 89.000 con thôi. Đây đang mặc là CH3 giùm em nha, cái màu CH3 đẹp lắm. Chị Quyên ơi lấy thêm con nữa chị mua nhiêu, 97.000. Vì một con mà mấy chị cảm thấy phí ship cao quá thì lấy luôn cho mình 2 con thì mặc với chị, thà mua càng nhiều thì phí ship với chị, thì phí ship của chị thì nó sẽ càng ngợi hơn cho mua mình nha. Mua một áo ship cao thì lấy luôn 2 con cho nó hỗ trợ ship cho mình nha. Trời ơi tính ra có 89.000 là quá rẻ luôn á cả nhà ơi. Form đẹp chốt phải nó cũng đẹp cho mấy chị luôn nha. Rồi mình đi vào xem like đã đặt, đã mua, đã xong rồi, comment lên cho em biết nha. Nếu không biết thì mình cũng cứ comment lên cho em biết luôn, bên đây cũng sẽ hỗ trợ là luôn cho mấy chị đặt hàng nha. Với giá ưu đãi này thì lấy luôn cho mình 2 con, vì mặt chị có 89.000 áo luôn à. Thường ngày mấy chị mua bao nhiêu bên em không biết, hôm nay mình chỉ cần bỏ ra một cái giá chưa đầy tới 100.000 là mình đã được rồi. Cái áo như thế này luôn cho mình nha. Rồi cái chị màu CH3 65 con, 65 con là size số 4, chị Sushi ơi nhấp vào có hàng chậu size số 4 cho mình nha. Để bạn ghim lại cho, cho mình nha. Cục vàng của em ơi, vô vô hàng chọn lại giùm em nha. Chị biết đặt đơn không chứ ơi, em đang mặc là CH3 nhưng mà mấy chị muốn đặt đơn, mấy chị muốn lên đơn là mấy chị phải vào giỏ hàng giùm em ha. Chứ mấy chị comment lấy chị một cái, lấy chị hai cái mà không có lấy được mấy cục vàng ơi. Em không lấy được cho mấy chị đâu. Đây chị Sushi biết đặt đơn không chị Sushi ơi. Chị Sushi ơi chị biết đặt hàng không, chứ chị không biết thì chị cứ comment lên cho em biết là chị ơi em ơi chị không biết đặt hàng, bên em sẽ hỗ trợ là luôn cho mấy chị đặt hàng bên nha. Em hỗ trợ tận tình, hỗ trợ tới khi nào mấy chị đặt được hàng được thôi, còn không mấy chị ngại, mấy chị ở nhà mình có con cháu gì nhỏ nhỏ không, mấy chị kêu nó đặt giùm mình đi, xong rồi nó chỉ cho mình luôn, cái mai mốt mấy chị đặt hàng luôn cho em cũng được nha. Rồi chị nào đang vào xem like ưng em đang mặc nữa cứ vô giỏ hàng giùm em có rim sẵn cho mấy chị rồi, đi đám đi tiệc mua về làm quà tặng đồ cũng được luôn giùm em nha cả nhà ơi. Dạ xiền áo nữ hoàng đi em, chị ơi lên áo nữ hoàng chị đợi chút xíu đi cục vàng ơi. Bây giờ nữ hoàng á chị nhấp vào giỏ hàng chị coi giùm em cái bông được không cục vàng ơi, chứ bây giờ em không có lên được, bây giờ em đang lên cổ tim rồi em không có qua cái mẫu khác. Bây giờ mấy chị muốn mua cái mẫu nào mấy chị cứ vào giỏ hàng mấy chị coi giùm em ha, cứ vô giỏ hàng coi giùm em đi cục vàng ơi. Biết sao không, trong giỏ hàng nó đậm hơn luôn cục vàng của em ơi, yên tâm nhận hàng giống như cho em đang mặc cho em nha. Nhận hàng không giống em đang đặt, quay lại đây bảo em hỗ trợ đủ cho chị yêu các em luôn nha. Trời ơi cái màu em đang mặc rất là đẹp luôn, trong giỏ hàng cái màu nó đậm hơn cục vàng, đếm đi CH1, H2, H3 đếm tới con CH3 lụm cho em. Nhận hàng về mà chị Sushi thấy không giống em đang mặc, quay lại đây kiếm em hỗ trợ đủ cho chị luôn nha cục vàng ơi. Em đang like là hà là trong giỏ hàng nó đẹp mà em mặc nó xấu mới là vấn đề đúng không cả nhà ơi. Mà em ngồi đây em like trực tiếp cho mấy chị rồi, đẹp mấy chị mới tìm vô giỏ hàng thì mấy chị không có gì phải lo. Em là ngồi thật việc họ có chỉnh sửa gì được nữa đâu đúng không cả nhà ơi, em làm gì mà chỉnh sửa được nữa trên like. Trời ơi em mặc sao nhận hàng y chang như vậy, còn ở trong giỏ hàng là chỉnh được nha, hình ảnh là chỉnh được nha cả nhà của em ơi. Đây con này là thun lưới giùm em nha, con CH3 này phải dễ chị lắm. Con này sẽ phải thun lưới cho mấy chị nha, để muốn dẫn chờ cho mấy chị thử một lần. Dạ trời ơi trong giỏ hàng cái màu nó đậm lè mấy chị ơi, nó không có bằng cái em đang mặc đâu. Trời ơi cái màu em đang mặc mới đẹp nè mấy chị, trời ơi cái màu nó nhã nhặn đẹp cho mấy chị cực kỳ. Chị Sushi con này là sẽ là màu bảo đơn của em luôn. Dạ. Chị trời ơi con này bảo đơn của em mà em không có thể nào mà điêu mấy chị chi, lấy chi có 89.000 rồi sau này là mất uy tín của mình, bán hàng rồi khách nào dám mua đúng không cả nhà của em ơi. Hàng của bên em có sao nói vậy, hàng xấu em nói nó xấu mấy chị ơi, có nhiều bông cũng vậy, em thấy nó xấu thì nó xấu, em không bao giờ em mặc cái bông đó em lên em like cho cả nhà đâu. Đó bây giờ em về cho mấy chị đúng 11 bông, bông này là bên em tuyển chọn cho mấy chị luôn, bông nào là xứng đáng cái bông đó luôn. Cái màu bên em nó không có bị đậm nha, cái màu bên em nó nhẹ nhàng đó cả nhà của em ơi, nói chung là phù hợp cho tất cả lối tuổi cho cả nhà luôn. Em 20 mấy tuổi mặc cũng được, 30 mấy, 40 mấy, 50 mấy tuổi mặc cũng được luôn giùm em nha cả nhà ơi. Nói chung là con này là giá cũng cực kỳ là hợp luôn cho mấy giá chị. Giá này là quá mềm rồi cả nhà ơi, giá con này nó thiệt thật sự là quá mềm cho mấy chị rồi nha. Rồi chị nào ưng em đang mặc nữa thì cứ mạnh dạn nhấp vào giỏ hàng nha. Ơn con nào chọn luôn cái con đó cho mình giúp em nha. Mà hiện tại mặt là con CH3 luôn cho mấy chị nha. Còn chị nào đang vào xem live mà cảm thấy hai tụi em nói nhanh quá, mình cứ việc comment lại cho em biết nha. Bên em dạ. Sao nói là còn chị Sushi ơi, nếu mà chị cảm thấy chị ưng quá thì chị vô giỏ hàng chị mua thử lại giùm em đi, nhận hàng về không giống. Một nhắn vào shop, hai chơi trên live để cho em lên trên live kiếm em luôn cho nó lẹ cả nhà. Phép em ơi, nhanh gọn lẹ cho mấy chị luôn nha. Trời ơi không có gì đâu mấy chị ơi, em bán hàng hồi đó giờ mấy chục năm rồi cả nhà ơi, gì đâu mà có 89.000 mà làm mất uy tín của mình, ai dạy đâu cả nhà ơi. Hà em mới bán đi, mới bán thêm đồ mấy chị 89.000 cũng không nói, mà 20 mấy năm để đánh đổi 89.000 không ai làm vậy đâu cả nhà ơi.
không đáng đâu mấy chị, mấy cứ việc yên tâm nha. Cá bộ luôn là bao nhiêu em nhà cá bộ luôn là 174 ngàn á. Thoải mái nữa nha cả nhà ơi, đẹp mà không thoải mái cũng vậy thôi. Trời ơi cái đồ bên em mua về mặc đi nhẹ tanh luôn. CH3 cả chị Phan Mùi nhất và cái hàng chú con CH3 của mình đi chị quan trọng bên em nha. Bên em tự tin nhất là về cái phần phơm độ của chị, phơm độ em rất là chuẩn nha. Chị không thấy có em hướng dẫn cho chị nha. Trước tiên mà chị Phan Mười ơi, chị đặt con CH3 của chị là chị phải nhắc vào cái giới hạn màu vàng ở bên trái màn hình của mình luôn giúp em. Cái mã hiện tại để chữ đã riêng ở đây sẽ là cái mã đăng like nè. Nhìn qua chị phải nhắc vào cái chữ mua là tự động nó sẽ hiện cái bán màu và cái bán xa lên. Con CH3 của chị là nó sẽ nằm đồng ở dòng đầu tiên nha, điểm giúp em nha. CH1, CH2, CH3. Con CH3 y chang luôn là cái màu nó hơi đậm hơn một tí xíu nhưng mà nhận hàng sẽ hiện đăng like, một việc yên tâm nha. Lưu xuống cái mình chọn cái size mặt sao nào thì chọn cái size đó nhắc vào chữ mua ngay. Ở phía trên đây điền thông tin giao hàng của mấy chị, lưu xuống tích vào thanh toán tiền hàng nhé. Có 89.000 thôi mấy chị ơi. CH3 này em đang mặc cho mấy chị nha. Trời ơi mấy chị ơi. Thiệt luôn á, xách cái dầu chi mà giờ nó vô con mắt hết hay đường luôn mà. Dạ đây, có 89 em là được, không có làm được đâu mấy chị, mình cứ phiền dạ, tâm nha. Có mới like được. Trời trời thì cô mấy chị ơi. Có một chuyện này. Chị em tỉnh ngủ quá. Đây. Đây con này luôn mấy chị. Ôi chị ơi, chị thấy chưa? Chị thấy cái màu đang mặc chưa đó chị? Không thấy mà em đang mặc chưa chứ Du ơi, thấy em đang mặc được chưa? Trời ơi, con này đẹp quá mấy chị ơi. Đây, con này là nền đen hoa đỏ giùm em nha cục diện ơi. Rồi, con này là nền đen hoa đỏ giùm em đã đặt. Cảm ơn chị yêu luôn nha. AH mà không mà em. Vậy đâu có đâu. CH. Thì mẫu này mẫu CH mà. Trời ơi, trời chị em xin lỗi chị. Em cũng không ăn chị ơi. Rồi, em ghi lại cho chị rồi á. CH, CH em mới vừa ghim lại đó chị ơi. Em mới vừa ghim lại để em ghim lại một lần nữa cho mấy chị nha. Để mấy chị vô giỏ hàng mấy chị dễ thấy hơn cùng dạng với em ơi. Có mấy like được không? Có em không like được đâu cùng dạng ơi. Còn ghim lại cho chị rồi á, nhấp vào cái chữ mua cho mình đi chị. Mình chị Phan Mười chị thấy rồi, chị cứ comment cho em biết nha. Mình em hỗ trợ cho lại chị cho mời chị một lần nữa nha. Có báo quá mấy chị. Rồi 89 ngàn luôn giùm em mấy chị ơi, 89 ngàn. Ngủ rồi mấy chị ơi. Đây 89 ngàn. Rồi con này luôn giùm em mấy chị yêu các em ơi, nền đen hoa đỏ giùm em nha mấy chị ơi. Rồi con này là nền đen hoa đỏ 89 ngàn luôn mấy chị ơi. 89 ngàn luôn giùm em nha. Trời ơi con này đẹp quá cả nhà ơi. Con này đẹp luôn giùm em nha. 89 ngàn, áo quần là 85 ngàn, 40 cho đến 85 độ về giùm em nha. À, lấy cho chị một áo thì lấy cho chị một áo là chị phải nhắc vào cái giới hàng mình lấy thôi nha, vì tất cả các thao tác đặt hàng cho mấy chị thôi nha. Mình đặt hàng mình tranh thủ mình lên đơn bên em mới đi đơn được cho mấy chị nha. Rồi chị Phan Mười ơi, chị thấy chưa? Với chị không thấy thì chị cứ comment cho em biết nha, bên em sẽ hỗ trợ lại cho thấy chị được một chưa lần chị nữa Phan nha. Mười ơi, em đang mặc là CH3 nha cả nhà ơi, màu rất là đẹp luôn, hoa hồng cho mấy chị nha. Rồi CH3 89.000 luôn cả nhà ơi. Mà hiện tại đang mặc là con CH3 luôn cho mấy chị nha, từ 40 con cho đến 85 con quay đầu luôn cho cái mẫu này luôn nha. Mà không phường bên em vẫn có hỗ trợ đổi cho mấy chị trong vòng 3 ngày nên mà cứ việc yên tâm nha. Chị đặt rồi, cảm ơn chị Phan Mùi nha. Trời ơi, cảm ơn chị Phan Mùi đã lên đơn thành công nha. Chị đặt đơn mà để là đơn hàng đã rủi là mình đã có đơn nha cục diện ơi. Đặt đơn mà để là đơn hàng đã rủi là mấy chị sẽ có đơn luôn giùm em nha. Rồi em mặc qua màu khác nha cả nhà ơi. Hôm nay là hứa hẹn sẽ lên những mẫu mã rất là đẹp luôn cho mấy chị á. Vì vậy mình đang phải xem like và cái việc chia sẻ phiên like cho bạn bè người thân của mình vào mình đặt cùng luôn nha. Áo đang mặc là màu dạ giáo, đang mặc là con CH3 cho mình luôn á. Shop em bán bà ba phong rất đẹp, chắc phải đẹp. Cảm ơn chị Hân Ngọc rất là nhiều luôn nha. Em cảm ơn chị Hân Ngọc nha. Hôm nay chị Ngọc có mua gì nữa không? Một máy 62 mà chơi 70 con thì cho chọn size số 4 luôn chơi giúp em là mình sẽ mặc vừa và mặc đẹp luôn cho cái mẫu này luôn nha. Và mẫu này em gồm có 11 màu luôn cho mấy chị, nhưng màu này thì cũng chất lượng luôn cho mấy chị á. Cổ tim tay dài nút ngọc luôn cho mình nha. Con này mặc kỳ là lịch sự luôn cho giúp em nha. Nó có độ thoải mái cực kỳ luôn lắm luôn cho mình á. Đi lễ đi chùa đám tiệc thì cũng rất đẹp luôn cho mấy chị nha. Chị nào mình đã đặt, mình đã mua, mình đã săn ngửa rồi luôn thì mình cứ comment lên cho biết, bên em sẽ cho bạn đi đơn và kèm sản phẩm cho dân cho mấy chị nha. Một áo phân có, hai áo phân có cho mình, ba áo phân có, bốn áo phân có, nói chung là cái số lượng đặt càng nhiều là bên em sẽ cho dân và kèm cho mấy chị càng nhiều nữa, mà cứ việc yên tâm nha. Thì em cũng chuẩn bị qua tiếp tục qua mẫu luôn cho mấy chị nha. Màu đang cầm màu gì em? Với màu đang cầm là con CH4 nha. CH4, CH11 và con CH2 luôn cho giúp em nha. Là ba con màu cực kỳ là xịn sò bên em luôn. Và chỗ nào hết đơn giản mà dễ mặc hơn nữa thì lấy những con nền đen của chị. Nói chung là màu nào thì cũng dễ mặc lắm luôn cho mấy chị nha. Trời ơi đẹp nữa rồi mấy chị ơi, con CH5 nè mấy chị ơi. Rồi đang mặc hiện tại cho em nè. Đang mặc hiện tại cho em là CH5 chào, nha. Cho em xem 31 màu vàng đi chị. 31 mà mã 31. Mã 31 chị ơi, mã 31 đúng không? Rồi em tức ghê mấy chị, cay mắt em khó chịu quá. Em coi mã gì em lấy cho chị coi nha. Để em coi mã gì nghe chứ ơi. Nó là áo sông hỉ. Để em lấy cho chị coi nha.
Cái áo anh xong hỉ á. Áo nó đẹp lắm, cục vàng vải 4D luôn giùm em nha. Nó xịn gấp mấy lần vải em đang mặc luôn á chị. Con đó là vải 4D, còn em đang mặc khung lưới mà. Đây em đang mặc hiện tại cho mấy chị nào mới chơi. Em đang mặc là CH5 giùm em nha cả nhà ơi. CH5 89.000 luôn giùm em nha cả nhà. Rồi chế nào mà đi và xem nay ưng em đang mặc nữa thì mấy chị cứ nhấp vào giỏ hàng giùm em. Đã đặt, đã mua, đã săn được rồi, comment cho biết em lên đơn thành công và có kèm sản phẩm đi đơn cho cả nhà của em luôn nha. Rồi áo xong hỉ này 125.000 luôn giùm em nha cục vàng ơi. Này có anh xong hỉ. Con này đẹp nè mấy chị. Con này chắc phải thùng 4D á. Đây, con này là xong hỉ 125.000 giùm em nha mấy chị ơi. Xong hỉ 125 luôn giùm em nha, 125.000 nè chị ơi, mã 31 của chị nào nãy coi nè. Trời ơi, xinh lắm mấy chị ơi, cái mẫu đó màu vàng đẹp lắm chị, em vô một màu cho mình coi thử thôi đó. Mua thử cái mẫu đó nó chỉ không làm cho mấy chị thất vọng đâu nha, không phải là không phải. Dạ. Yeah. Trời ơi mà tính ra đó. Có 89.000 mà chị thấy im không cả nhà ơi. Dạ xem cho xem màu vàng đi chị. Trời ơi, chị xem màu vàng đi, ra ngoài đó màu hồng. Chị thấy không chị? Trời ơi, chị đi coi màu vàng nó ra ngoài nó lấy một cam sữa vô em lại nó thiệt luôn á, đi lấy cho chị coi đi em ơi. Trời ơi. Nó bị què quặt mấy chị ơi. Trời ơi, nó đi hai hàng. Nó giống nhiều mấy chị yêu của em ơi. Rồi shop em bán form đẹp rất đẹp. Trời ơi, cảm ơn chị Ngọc của em nha. Trời ơi mấy chị ơi, nay nãy con mắt em chị mở không lên luôn, mấy chị dầu nó dính vô con mắt. Sợ tởn luôn mấy chị ơi. Ủa cô Trang ơi, nãy cô Trang đi giao chưa? Đó đi. Nào đi. Sao mấy người nó kêu cho đi rồi đó. Không. Giờ cho đi đó. Coi ô bây giờ dọn rồi kìa. Qua năn nỉ mà già đi. Rồi, con chị mùi, phán mùi vô, chị coi đi men có đơn hàng chị đặt thành công chưa nha cục vàng ơi. Cái giò nó bún bún đó, một hồi nó đổ ở đó đó. Rồi bún hai cái giò hai cái tay đi đi. Đây con này luôn màu vàng giùm em, 125.000 luôn giùm em nha. Trời ơi, em nóng luôn ghê mấy chị ơi. Thiệt luôn á nè, màu vàng nè chị yêu các em ơi. Này màu vàng nè coi giùm em nha cục vàng ơi, màu vàng giùm em nha. Không, màu vàng này đẹp nè mấy chị. Chị ơi, chị đặt hàng thử đi, chị đẹp lắm. Em like đẹp lắm. Cái áo xong hỉ đó phải đẹp lắm cục vàng ơi. Mà cái vàng đợt này về vàng nhạt chứ không phải vàng tươi hay là cái vàng đậm đâu. Nó về cái màu rất là xinh cho mấy chị luôn nha. Cái màu nó nhã nhặn thấy gì không. Đây 89.000 luôn giùm em mấy chị ơi. Đây đang mặc hiện tại cho em luôn mấy chị ơi. Đang mặc hiện tại cho em là CH mấy. Mà hiện tại đây mặc là con CH6 luôn cho CH5 cho mấy chị nha. CH5 sẽ màu con nền đen hoa vàng luôn cho mấy chị, cực kỳ là xịn sò luôn cho mấy chị. Đây đang mặc hiện tại cho em là CH5 89.000 luôn nha cả nhà ơi. Rồi CH5 89.000 luôn giùm em nha cả nhà. Rồi đã đặt, đã mua, đã săn đồ nữa rồi, comment cho em biết nha. Mình đã đặt, mình đã mua, mình đã săn rồi thì mình cứ comment cho em biết đi chị, em sẽ kèm sản phẩm chân cho mấy chị nha. Một áo phân có, hai áo phân có chung luôn cho mình á. Nói chung là hôm nay mà chị nào có đặt là bên em cũng sẽ có kèm sản phẩm chân vô luôn cho giúp em nha. Cái xét ra đang mặc bao nhiêu chị đặt em? Được hai cái nha. Trời ơi, cảm ơn chị Quyên nha. Rồi luôn. Chúc luôn. Gì vậy trời. Trời ơi. Mới hên luôn á. Trời ơi. Buồn ghê vậy chứ. Buồn cho một cuộc tình mấy chị ơi. Rồi 89.000 luôn giùm em nha. Đặt đơn kiểm tra lại giùm em coi đơn hàng báo thành công chưa chị yêu ơi. Coi thử giùm em coi đơn hàng báo thành công chưa nha. Có 89.000 rẻ lắm. Ồ ngán mà săn được nha cả nhà ơi. Không săn được lộ lắm luôn á. 56 con mặc được không nhỉ? 56 con là size số 3 luôn cho mấy chị nha. Còn chị nào muốn chắc hơn nữa thì lên chứ em đúng với chiều cao kèm cái cân nặng của mình luôn đi chị, là nó sẽ chắc ăn hơn cho mấy chị nha. Cái con này là áo lẻ không cần quần cho mấy chị á. Chị mua áo lẻ cũng được mà chị mua quần lẻ cũng được mà chị mua cả size okay, mặc chủ fan có đơn giùm em nha. Cô Diễn ơi, đặt đơn cái này giùm em là được nha. Không còn em phải đọc tên gì đâu cả nhà các em ơi. Để nhiều khi nhiều quá là không xiết đó cùng Diễn ơi. Y em thấy chị lo lem nữa rồi, hôm nay chị lo lem mua gì không ta? Trời ơi, hôm nay cho chị lo lem ngày nào trơn trời. Đây 89.000, ôi sao chị lo lem em không thấy chị luôn, nó thấy chị hay gì trời. Thấy ghê không? Trời ơi, sao mà nó thấy chị hay vậy chị lo lem. Cái này là y như rằng luôn á. Đấy giờ ăn cơm cho. Đây chị lo lem y như rằng, nó không bao giờ chị trốn được luôn với nó, chị yêu các em ơi. Em ghê mà chị lo lem. Ăn cho cách cảm hả chị? Chị thôi em cũng thấy chị được chân trời. Trời ơi. Chị không comment luôn, chị không xuất hiện luôn em vẫn thấy chị. Ghê thiệt luôn mấy chơi. Rồi em đang mặc rồi mấy chơi, em đang mặc nó gần nó như gần ăn chợ mấy chơi. Thấy vô cái nó lụm liền. Hay ăn cơm chua. Chua. Thì chua luôn chị. Chua chị ơi. Nay em bị đuối rồi đó cục vàng ơi, nay em bị gì á cục vàng ơi. Bị xe cà tèo mấy chị. Nay bị mệt trong người rồi.
Sáng giờ lông thể em bất an gì đâu á. Nhưng mà chị em buồn tuổi thân quá. Chị lo lem hôm nay chị có ủng hộ em nhiều không chị? Chị lo lem có mua nhiều ủng hộ em không? Trời ơi có động lực like cái coi mấy chị ơi. Cái gì mà nó không ai ra gì mà nó mất tương tác khủng như trời. Thương em luôn. Chị lo lem phải ủng hộ em một đơn đi. Chị lo lem cho em vui nhà vui cửa đi chị lo lem. Mua cái áo nữa đi chị ơi, mua cái áo ủng hộ em đi cho em vui cái cục vàng. Trời ơi, cái mặt thằng này em nhìn cái mặt thằng này em mở mắt không lên luôn á. Cục vàng cái mơ nhìn cái gì mà trắng đời. Nhìn nè không thấy con mắt luôn á. Nãy nó bị dính dầu đó. Không thấy luôn đó. Mắt là sáng dính dầu nãy em mở hai mắt kìa. Cay mã 18 đi, mã 18 là mã gì em vô chị coi được không? Trời ơi, bây giờ em không có cho chị coi được mã 18. Mã 18 cho chị coi được chứ không có người hay cho mình xem được nha. Dạ. Em đi lấy cho chị xem nha. Ok chiêu, để em lấy cho chị nha. Rồi, để em cho chị coi nha. Để em cho chị coi nha, cục vàng của em ơi. Chị coi màu gì? Mời chị coi màu gì chị? Tham khảo màu đi, chị còn lấy cho chị coi luôn chị nha. Chị coi màu gì em cho chị coi nè. Lấy bộ đại đi. Em lấy cho chị coi bộ đại thôi nha. Nó điên hồi xỉu luôn á chị lọ lem ơi. Nó điên hồi nó xỉu thiệt có chị lọ lem. Này nó tới em chuyện thiệt luôn á. Rồi 89.000 em đang mặc là CH nha nhỏ ơi. Em đang mặc hiện tại cho mấy chị là mã CH và em đang mặc nè cả nhỏ ơi. Đang mặc hiện tại cho em là mã CH6 giùm em nha cả nhỏ ơi. Đây em đang mặc nè mấy chị nền đen hoa vàng giùm em nha. Nền đen hoa vàng luôn giùm em nha. Để vô xem mã 18. Rồi để bạn lấy cho chị coi đó cục vàng cái mơ để nó lấy cho chị coi cái màu mà chị coi chị coi màu gì nó cho chị coi. Trời ơi nó đưa cho em luôn rồi nè cục vàng ơi. Nhìn lắm mấy chị. Đây chị ơi cái mã 18 của chị lọ lem đây, trời màu này đẹp nè chị lọ lem ơi, dứt luôn màu này đi chị lọ lem. Trời ơi cái màu này đẹp luôn nha chị lọ lem ơi. Trời ơi cái màu đẹp luôn nè. Màu đẹp này chị lọ lem. Trời ơi em coi gì chị mới sống đẹp được. AB1 kìa chị coi AB1 em ơi. Nó đau tim mà chị ơi, cấp cứu. Cứu tôi. Nó rụt hai cái giò nó mất tồi quá chị lọi em ơi. Ồ nó điên hồi nó xỉu luôn. Đây 89.000 luôn á chị ơi, 89.000 con nữa giùm em nha, đợi em tí nha. Ủa cái màu em đang cầm đẹp quá à. Trúng bộ à, trúng màu bộ hôm bữa vậy hả? Bữa hổm vậy hả cục vàng của em ơi. Rồi trúng bộ hả? Đây để em kiếm cái màu à chị nói chị ơi AB1 đúng không? Con đó chị mua cái cho em có động lực em like cái cục vàng của em ơi. Đây con này đẹp luôn giùm em nha chị ơi, con này luôn giùm em nó sẽ CH3 giùm em nha. CH3 89.000 luôn cục vàng ơi. CH3 89.000 con lấy 2-3 màu qua đi. Đây CH1 của chế yêu là chế yêu ơi, CH1 nè. Trời ơi cái màu đẹp. Ba lượng mấy cái màu đầm đầm như thế này luôn á. Đây CH1 trời ơi đẹp chứ trời, màu đẹp ghê luôn á. Ha trùng màu hôm bữa. Trời ơi con CH1 này đẹp nha. Quên chị đẹp lắm mấy chị ơi. Ôi cái form nó nhìn như ý luôn á chị lọ lem ơi, cái form nó nhìn đúng size luôn nha. Con này là chị lấy đúng size giùm em, là chị lấy size 4 là vừa luôn á chị lọ lem ơi. Rồi con này chọn giùm em nè. CH1 nhưng mà hiện tại đang cầm mặt là con CH6 luôn cho mấy chị nha, con này đẹp lắm luôn cho mình đó chị. Rồi hiện tại đang mặc là con CH6 cho mình đó. À, lấy cho chị con CH6 thì chị nhé, phần có chứ hàng lấy cho mình đi chị, mình còn mấy giờ không trời ơi có 89.000 mấy chị ơi, 89.000 giùm em nha, 40 cho đến 85 quay đầu giùm em nha cả nhà ơi. Rồi con này chọn giùm em là CH6 luôn giùm em ha. Bộ cái gì cả, bộ bao nhiêu em vậy, cái bộ là 174.000 luôn cho mình nha. Áo là 89.000, quần 85.000, cả set 174.000 luôn cho mình luôn nha. Chị mua áo lẻ cũng được mà, chị mua quần lẻ cũng được mà, chị mua cả set cũng được luôn á. Rồi chị lọ lem ơi, con AB1 nãy em có dơ lên cho con AB1 đúng không? AB1 chắc phải 18 khác hay là giống bộ em đang mặc. À, nó y chang luôn á cục vàng của em ơi, nó giống như cái bộ mà hôm bữa chị mua cái bộ màu hồng á chị nhớ không chị ấy ơi. Cái bộ mà hôm bữa chị mua đó cái chất vải y chang và đặc biệt nó còn cứng hơn cái vải em đang mặc đẹp lắm nha cục vàng của em ơi. Cái mẫu mà hôm trước chị mua nó màu y á chị nhớ không, cái màu y á mà nó y chang nhau cục vàng của em ơi. Nhưng mà cái mẫu này nó đẹp nè, cái màu bông này nó đẹp, bông nó tươi đó, nó đầm đầm nó dễ chịu lắm chị ơi. Cái màu của nó nhìn mát con mắt không chị. Phải nó cũng áo là thun lứa, cái quần là phải cho em đang mặc, hình như con đó đang có giá nhiêu vậy em. Trời ơi đang được cái giá hời. 95. Trời ơi quá đẹp, cái bộ đó dày 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 đẹp lắm nha. Nhưng mà mặc là không bị nóng nha cục vàng ơi. Mặc là không bị nóng, không bị lộ luôn nha em ha. Ôi trời. Bị gì rồi? Lên để chảy vô điện vậy. Nấu gì nãy trời quá. Khăn giấy nào mà lao xít như đó. Em đi qua bển em lấy cái kia đi. Bển lấy cái khăn đấy em ơi. Không, chả
Trời ơi, nó ăn rồi nó báo không à. Báo thiệt với chị ơi. Rồi, con này luôn giùm em á chị ơi. Con này là CH mùi luôn giùm em nha cả nhà ơi. Trời ơi, con CH mùi này màu đúng đẹp luôn á chị ơi. Rồi, CH mùi luôn giùm em. CH mùi 89 ngày để em qua mã á chị, không mua được con này uổng lắm cả nhà ơi. Rồi, con này chọn luôn giùm em á chị ơi. Con này chọn giùm em luôn, nó sẽ là con CH8 nha cả nhà ơi. Rồi, con này là CH6, em sẽ đổi CH6 luôn giùm em. CH6 89 ngàn luôn giùm em nha. Còn chị lợi em ơi, chị đặt được đơn rồi, chị cho em hay nha. Rồi, chế nào đang vào xem live tương tác lên giùm em để em coi coi mã nào nó còn em lên cho mấy chị yêu các em luôn nha cả nhà ơi. 40 cho đến 85 độ về giùm em nha. Rồi, mình đi vào xem live, mình tương tác, mình tim tim lên giùm em cả nhà ơi. Tương tác tim tim lên giùm em nha. Rồi, con này luôn mấy chị ơi, con này chọn giùm em mã là con mã CH10 luôn giùm em nha. CH10 89 ngàn luôn giùm em. CH10 89 ngàn. Rồi, con này chọn giùm em nè mấy chị ơi. Trời ơi, màu nền đen hoa đỏ giùm em nha. Con nền đen hoa đỏ này đẹp luôn giùm em cả nhà ơi. 89 ngàn luôn giùm em nha. Chốt vải em đang mặc là thun nha cùng diện ơi, nó sẽ là vải thun lưới đơn giản dễ mặc nha. Dạ, đơn em xem chưa đi nữa, đơn em sao đi chưa đi nữa. Ủa chị đặt đơn hồi nào mà chưa đi á cùng diện ơi. Quan trọng là chị đặt đơn hồi nào bên em mới đi được cho mình nha. Chị đặt đơn mấy ngày rồi chứ ơi, chị đặt đơn khi nào mà bên em chưa đi á. Thì nói chung là bên em không có giữ đơn của mấy chị được nha, chị đặt hàng này bắt buộc là bên em phải đi, mà dù thiếu một đơn cũng không cho em đi nữa. Mình xem lại mình đặt hàng đơn hàng của mình quá thành công chưa quan trọng á. Rồi, con này chất của nó là vải thun nha cục vàng của em ơi. Đây, con này luôn mấy chị ơi, con này chọn giùm em luôn mấy chị ơi, CH6 luôn giùm em nha. Rồi, CH6 89 ngàn luôn giùm em mấy chị ơi, 89 ngàn con luôn giùm em nha. Dạ, em thấy để đang chuẩn bị hàng không mà. Ủa, chị đặt hồi nào cục dạng của em ơi, chị đặt hồi nào cục dạng. Chị đặt hồi nào chị? Chị đặt khi nào mấy chị ơi, chị đặt là nhiều đơn là quá là mấy chị em, là mấy bạn của trường có không kịp á. Đâu, đặt khi nào hả, chị nào tao nhớ hôm bữa có nói một lần rồi nè. Chắc phải với em nhập cái này, chắc phải thun lưới nha. Hôm qua hả cục vàng ơi, hôm qua là chắc hôm nay đi á chị ơi. Hôm qua là chút xíu nó xe cái lấy em tưởng đâu chị đặt hồi nào. Hôm qua là chuẩn bị xe, nó đang chuẩn bị ghé lấy 1 giờ hay gì đó, nó ghé nó lấy á cục vàng của em ơi, chút xíu là nó lấy à. Là có thể ngày mai là chị nhận được hàng, nó lấy hàng trong hôm nay á. Nó đang chờ lấy hàng, là nó đang chờ bên vận chuyển ghé lấy hàng á cục vàng ơi. Chúng là nhanh lắm chị, đừng yên tâm nha. Rồi, 89 ngàn con luôn mấy chị ơi. Còn chị lọ lem ơi, chị lọ lem ơi, chị đã ưng được con nào chưa? Chị lọ lem ơi, ưng được con nào chưa chứ Du ơi. 89 ngàn một áo luôn, mua về mình cũng được, mua về mình bán cũng được luôn cả nhà của em ơi. Nói chung là con này là quá đỉnh rồi. Con này là đỉnh của chớp cho mấy chị luôn nha mấy chị ơi. Rồi, 89 ngàn một áo nha. Quần là 85 ngàn, cả set 174 luôn dùm em nha. 174 ngàn là cả set luôn dùm em. Đơn giản dễ mặc, không kén da, không kén dáng, không kén độ tuổi luôn dùm em nha. 57 cân là xe 3, 52 cân là size 2, 45 cân là chọn size 1 giùm em luôn nha. Rồi mấy chị ơi, chị nào đi vào xem live ưng em đang mặc nữa thì cứ nhanh nhẹn lên giùm em nha, nhanh tay mấy chị ơi. Nhanh tay vào giỏ hàng giùm em nha. Nhanh tay nhóc vào giỏ hàng để mình được lên đơn nha cả nhà ơi. Chị nào đặt sớm là sẽ có đủ màu, có đủ size của mình. Chị nào đặt trễ là nó hết cái màu của mình muốn mấy chị ơi, rất là tiếc luôn. Rồi có 89 hàng thôi mà nó đẹp như thế này nè, đen hoa vàng luôn giùm em là CH5 nha cả nhà ơi. Rồi, em đang mặc hiện tại là CH5 luôn giùm em nha cả nhà ơi. CH5 89 ngàn luôn giùm em. CH5 89 ngàn luôn giùm em cái nha cả nhà ơi. 40 cho đến 85 độ về giùm em là mặc đẹp nha. Chất khung con này là khung lưới giùm em nha. Đó, không muốn dục cái bịch ở dưới cái liên luôn. Rồi, chốt vải con em đang mặc hiện tại nó sẽ là thun lưới mấy chị ơi. CH5 cái màu đúng xinh luôn mấy chị ơi. Rồi, đang mặc hiện tại cho em là CH5 luôn giùm em nha. Mà hiện tại đang mặc là con CH5 luôn cho mấy chị nha. Coi dạng thoải mái xịn sò luôn cho giúp em luôn. Còn chị nào mình đã đặt, mình đã mua rồi thì cứ comment cho biết bên em sẽ tranh thủ đi đơn và kèm sản phẩm trơn cho mấy chị nha. Một áo phần cỏ, hai áo phần cỏ cho mình á.
đẹp lắm á. Trời ơi, con này là 10 điểm không có chữ nhưng luôn giùm em nha. Rồi em đang mặc là nền đen hoa vàng luôn giùm em á. Trời ơi, nền đen hoa vàng luôn giùm em, nó sẽ là con mã C nha cả nhà ơi. Rồi đang mặc hiện tại cho em là CH nha cả nhà ơi. Đây, đang mặc hiện tại cho mấy chị là nền đen hoa vàng là CH5 giùm em nha. CH5 89.000. Rồi chị Lọ Lem đồ này, chị Lan Phương, chị Ngọc Hân đồ này mấy chị ơi, đã vào giỏ hàng đặt được đơn chưa? Con này phone của nó rất là đẹp. Chị nào đang vào xem live thấy em cho em xin một nút tim cả nhà ơi. Mình tim lên giùm em để nó không có bị ổn comment, không bị mất tương tác nha cả nhà ơi. Hôm nay cái gì mà nó bị mất tương tác chữ vậy không biết nữa cả nhà. Hôm nay làm gì mà nó bị mất tương tác quá trời luôn không biết nữa. Trời ơi, cái mà em đang mặc đúng xịn luôn mấy chơi. Rồi 89.000 luôn giùm em nha. Em đang mặc hiện tại cho mấy chị là CH5 nè. Rồi em dơ màu lại nha mấy chơi. CH10 luôn giùm em nha. Rồi con này chọn giùm em là CH6 nền đen hoa đỏ. CH3 là con màu bông hình hình nhạt cho mấy chị nha, bông hoa hình đó mấy chị ơi, bông hoa hồng luôn giùm em nha. CH3 đây con này tự nhiên cái tỉnh em đây con này luôn mấy chị ơi, con này luôn giùm em nha. Thấy chưa chị, cái em đang mặc đây con này. Đấy chọn chị, cái em đang mặc thì chị nhắc Phật có hàng lấy cho mình đi, chị đứng ghim lại cho chị nha. Đây con này chấn động luôn mấy chị ơi, con này đẹp luôn giùm rồi, em nó là mã CH nha. Trước tiên mà chị nào muốn đặt hàng cái con đang mặc đó là chị phải nhắc Phật cái dấu hàng màu vàng ở bên trái màn hình của mình luôn giúp em. Cái mã hiện tại để chị đỡ ghim, hiện tại nó ghi chữ đặc sắc luôn cho mấy chị rồi nha. Nhìn qua chị phải nhắc Phật cái chữ mua là tự động nó sẽ hiện cái bảng màu và cái bảng size lên. Mà hiện tại đang mặc là con CH2 nha. CH5 chứ CH5 của chị là nó sẽ nằm ở dòng số 2, nó nằm dưới con CH1 á. Lướt xuống cái mình chọn cái size cho mình, chị mặc size nào chọn cái size đó nhắc hỗ trợ mua ngay. Ở phía trên đây điền thông tin giao hàng của mấy chị, lướt xuống tích phở thanh toán khi nhận hàng. Nhắc phở cho đặt hàng là mấy chị sẽ có đơn thôi nha. Đây con này luôn mấy chị ơi, con này chọn giùm em luôn mấy chị. Con này chọn giùm em là mã CH3 giùm em nha cả nhà ơi. Rồi CH3 nè. Rồi con này CH7 luôn mấy chơi. Con này chọn giùm em là CH7 nha cả nhà. CH7 89.000 luôn giùm em nha. CH7 89.000 luôn cả nhà ơi. Trời ơi con CH9 cái màu này mua về nó sang lắm mấy chơi. Con CH9 này mới sang cho mấy chị yêu các em luôn nha. Coi dạng thoải mái mềm mịn cho em luôn. Rồi chế nào đi vào xem like đã đặt, đã mua, đã sang được rồi comment lên cho em biết nha. Đang sẽ kèm sản phẩm tri ân cho mấy chị nha. Đẹp một lắm. Áo phần có, hai áo phần có luôn cho mình. Nói chung hôm nay chị nào có đặt làm em cũng sẽ có kèm cho mình luôn nha. Và tùy vào có số lượng mình mua thôi. Làm em sẽ chưa ăn và kèm cho mấy chị càng nhiều luôn á. Cầm đi. Cái bon cái này. Trời ơi, xinh quá cả nhà các em ơi. Rồi 89.000 luôn mấy chị ơi, 89.000 luôn mấy chị nha. Ôi chị Thu Hương ơi, mình đặt thử đi chị, nó rất là dễ luôn cho mấy chị nha. Đặt một lần là mấy lần sau là mình sẽ đặt được thôi à. Mua thử một con thì mặc thử đi chị, khách mới thì mình mua thử trước một con mình làm quen thử nha. Còn chị nào là khách cũ đã biết cái size mà biết cái form như thế nào rồi á, lấy luôn cho mình 2-3 con về mặc đi chị, cái này đẹp lắm. Trời ơi con này xịn lắm mấy chị yêu các em ơi. Rồi con này chọn giùm em nha mấy chị ơi. Con này chọn giùm em mã luôn cả nhà ơi. Nó sẽ là con mã CH9 luôn giùm em nha. Trời ơi nó đúng xinh luôn mấy chị ơi. Đồ kiểm tra hàng không mẹ giờ chưa? Hiện tại ở trên đây nó không hỗ trợ cho mấy chị đồng kiểm tra rồi, hàng nữa nha. Rồi nền đen hoa xanh luôn giùm em mấy chị ơi. Nó sẽ là con mã. Đây đang mặc luôn mấy chị ơi, đang mặc hiện tại cho em là nền đen hoa này luôn giùm em là hoa vàng CH5 luôn giùm em nha cả nhà ơi. Đang mặc hiện tại cho em là CH5 giá 89.000 luôn giùm em nha cả nhà ơi. Giá 89.000 luôn giùm em nha. Rồi con này là nền xanh, nền đen nha mấy chị ơi, nền đen hoa xanh luôn giùm em là CH7. Trời ơi con này giá xinh gì đâu á cả nhà ơi, giá đúng hồi cho mấy chị luôn nha. Rồi chị nào đã đặt, đã mua, đã săn được nữa rồi comment cho em biết nha. 40 cho đến 85 độ về luôn mấy chị. Rồi cổ tim tay dài nút ngọc luôn giùm em ha. Rồi con này có 11 màu và con này luôn giùm em, nó sẽ là con CD18 nha mấy chị, em xin lỗi CD8. Con này chọn giùm em là CD8 luôn giùm em nha. Rồi chào bạn em, chào chị Hồng Thắm nha, chị Thắm ơi. Em chào chị Thắm nha. Đây con này chọn giùm em luôn mấy chị. Ủa. Ủa chị Thắm kìa. Phải không? Phải chị Thắm, chị Thắm. Đây con này luôn em không thấy được cái gì luôn á chị Thắm ơi. Phải chị Thắm không chị Thắm? Đây con này chọn giùm em là CH8 luôn giùm em mấy cục vàng ơi. CH8 con này chọn giùm em là CH1 luôn nha. Con này chọn giùm em là CH1 phải chìm hấm không trời. Đây CH1 luôn giùm em, không thấy cái hình luôn á. Ôi vậy là chìm hấm rồi. Trời ơi chìm hấm. Trời em buồn quá chìm hấm ơi, em mệt quá chìm hấm.
đây con này chọn giùm em luôn á, trời ơi chùm hám áo quá, chùm hám gì mà tút á, gì ở xa chọn chân trời với cục vàng của em ơi, có đơn chưa, trời ơi chị đặt đơn hàng báo thành công chưa, đơn hàng báo thành công chưa, chế chưa, chị đặt hàng mà nó để là đơn hàng đã rủi là mình có đơn nha cục vàng ơi, chị đặt hàng mà nó để là đơn hàng đã gửi là mình đã có đơn, mình bấm vào chỗ thanh toán đó, chị bấm vào chỗ thanh toán, miễn mà nó để là đơn hàng đã rủi là mình đã có đơn luôn giùm em nha. Trời ơi má trời, con nền đen hoa vàng đẹp quá, con nền đen hoa vàng này luôn giùm em nha cục vàng của em ơi. Chùm hắm ơi, em buồn quá, chùm hắm gì đâu mà ăn học dịch không, mà chùm hắm không có sức sống luôn, đã đau cái này muốn chết rồi mà chùm hắm mình nhìn cái là em la không nổi luôn á, chùm hắm mai gì đâu mà nó tệ. Đúng là chùm hắm ơi, nhìn em mắc cười quá. Kệ chùm hắm ơi, đồ đẹp được rồi. Rồi em đang mặc là 89.000 chùm hắm ơi, giờ sao chùm hắm, giờ sao ai cứu nổi em chùm hắm ơi. Chìm hắm lấy hơi đi chìm hắm ơi, sao kỳ chìm hắm. Đây con này luôn giùm em nha cả nhà các em ơi. Con này chọn luôn giùm em là cổ tim nút ngọc nha mấy chị ơi. Nền đen hoa xanh luôn giùm em nha. Nền đen hoa xanh luôn giùm em cả nhà ơi, có 89.000 thôi nha. Dạ. À, về đây đẹp nè. Đúng rồi chìm hắm ơi, về đây đi chìm hắm ơi, bên đó nhìn em nhìn công ra đọc không được luôn á chìm hắm. Là chìm hắm biết cỡ nào rồi đó. Đây con này chọn giùm em nha chị ơi. Nền đen hoa xanh luôn giùm em là CH7 luôn giùm em nha. Tao chịu giờ, tao biết sao giờ. Chán ghê á chìm hắm ơi. Giờ em mệt chứ, em buồn, em tuổi thân, em lẽ em độ mèo á chị hắm ơi. Đây con này chọn giùm em luôn mấy chị ơi, con này chọn giùm em nha, con này chọn giùm em luôn, nó sẽ là con mã C nha cả nhà ơi. Chị ở đâu ạ? À? Em không nói được trên live cục diện ơi, nói trên live nó bị vi phạm nha. Đây con này đẹp luôn giùm em nhớ chị ơi, tao có việc không đâu. Đúng rồi cục vàng. Chị có lo lem chị đặt được chưa? Chị lo lem đâu mất tiêu luôn rồi, bỏ luôn rồi. Bỏ tao với mày bơ dơ giữa cái chợ. Chị lo lem ơi, chị lo lem ơi. Em buồn quá chị lo lem ơi. Đây con này luôn mấy chị yêu các em ơi. Đây đẹp luôn giùm em nha cả nhà ơi. Rồi 89.000 luôn giùm em nha cục vàng của em ơi. Trời ơi. Đăng đơn đi chìm hắm, đi vô nhà vô cửa đi chìm hắm, em buồn quá. Nói chìm hắm ơi đi, chìm hắm không đặt. Đây con này chọn giùm em luôn mấy chị ơi, con này chọn luôn giùm em nha. Đó con này luôn giùm em mấy chị yêu các em ơi. Trời ơi mày làm như gì vậy? Tao lắm. Chìm hắm làm sao bây giờ? Chìm hắm ơi, chìm hắm. Đây 89.000 giờ sao chìm hắm cái áo thôi chìm hắm ơi. Cho nó hên cái bữa nằm chìm hắm mà đơn là nó bị dậy á chìm hắm ơi, hiểu sao luôn á. Giờ chìm hắm đặt cho em cục thịt đi chìm hắm. Và tự động cái tự nhiên cái nó khác liền à chìm hắm. Trời ơi mà chìm hắm không đặt thịt là cái nó bị dậy á chìm hắm. Giờ chìm hắm bố thí cho em cái cục đơn cục thịt cũng được chìm hắm của em ơi. Chìm hắm đặt cục thôi chìm hắm cũng được đó chìm hắm. Cho con lấy hơi đi chìm hắm, mở hàng đi chìm hắm. Bữa nào mà chìm hắm không đặt là nó dậy đi chìm hắm. Chị nhìn nó chìm hắm, em nhìn em hết biết đồ em like luôn đó. Rồi đây mặc luôn giùm em nhó cục vàng của em ơi, CH2 kìa. Chìm hắm ơi, chìm hắm cứu em đi, chìm hắm ơi, CH2 là con gì trời? CH2 là có con màu đường không á. Rồi đó mất tiêu của tao luôn à. Đẹp luôn á chìm hắm, không có chìm hắm là em chết luôn á chìm hắm ơi. Bữa nào mà không có chìm hắm là nó kỳ cục vậy, chìm hắm thấy không? Chìm hắm để ý đi. Đây đây em thấy rồi chìm hắm ơi, nó đem qua đây nó giấu nhạn nó đây nè. Trời ơi mua về quê đi chìm hắm ơi. Đây con CH2 đẹp lắm chìm hắm. Trời ơi đây CH2 giùm em ơi chìm hắm ơi. CH2 đẹp mấy chìm hắm. Chìm hắm nay chị nhìn hắm, chìm hắm nhìn em đồ ngồi luôn không chìm hắm, không nghỉ ngơi luôn. Chán quá trời. Đây con này chọn giùm em là CH2 nha mấy cục vàng ơi. Rồi con này là CH11 cho giùm em nha. Rồi con này chọn giùm em là CH4 nha, không có sức sống luôn á chìm hắm. Cái gì á chìm hắm, hôm qua mới vui rồi chìm hắm. Sao kỳ vậy, bay bỏ vậy, hôm qua mới cùi luôn á chìm hắm. Hôm qua chìm hắm á, chìm hắm đặt đơn vui vẻ không, chìm hắm hài hòa không, vui vẻ không? Bữa nào không mua, đúng rồi, bữa nào tao không mua đã giống vậy đó chìm hắm.
lâu lắm, cái đó nhiều lắm. Đây con này luôn giùm em mấy chị ơi, bữa nào tao không mua là nó vậy đó chị Thắm ơi. Thì chị Thắm để ý đi. Bữa nào mà chị Thắm không có view luôn á, chị Thắm không có đường đi. Mà bữa nào mà chị Thắm nói chị Thắm đi đâu cái là cái view nó vậy đó. Không biết bị gì luôn á chị Thắm ơi, ăn hộp dịch nãy giờ ông tin hỏi em chụp cho chị Thắm coi trời trời hộp dịch không mà chị Thắm. Đây 89.000 luôn giùm em nha Phụng Vàng ơi. Đây con này chọn giùm em luôn á chị ơi, con này thiệt luôn mày. Mốt đưa cho chị Thắm vài chục xíu rồi chị Thắm ngày nào chị Thắm cũng vô mua đồ chứ giờ hết biết sao rồi. Đây con này luôn á chị yêu các em ơi, thiệt luôn không biết lý do làm sao luôn á chị Thắm. Và má má lạ không, đây con này chọn luôn giùm em á chị ơi, con này chọn luôn giùm em là CH9 nha mấy chị ơi. Rồi em mặc sang CH9 cho mấy chị coi nha, mặc sang con một khác mà cho mấy chị xem nha. CH9 màu đẹp lắm mấy chị ơi, CH9 màu đúng đẹp. Mà hồi nãy mặc màu gì em, nhưng mà hồi nãy đang mặc là con CH5 luôn cho mấy chị nha. CH9 màu gì? Dạ con CH9 là có con màu màu đen, màu nền đen hay chùm thắm, mình đang bông trắng nha. Cái mặt là chùm thắm đẹp lắm, hôm qua ship em mặc có chùm thắm đẹp lắm. Con đúng đẹp luôn chùm thắm. Con đẹp lắm. Con nó sang nha. 52 con vừa không em, dạ 52 con thì chọn size số 2, 40 con thì chị chọn size số 1 luôn cho giúp em làm vừa và đẹp luôn cho mình nha. Con nền đen bông trắng chùm thắm. Trời ơi. Đây, con nền đen bông trắng, con này đẹp. Nói chùm thắm. Con này đẹp nè chùm thắm ơi. Chính kính tao đâu mất tiêu. Ngày về sáng giờ thấy nhắn nhắn nó kỳ kỳ đó. Bữa nay không có cơ vui hả em, chị mua giùm xe ba. À chị ơi, chị Oanh ơi, em ghim lên mã 1 cho mình được không? Em ghim lên mã 1 cho mình được không chị ơi? Ghim mã TK em. Nó mã 1 có cục vàng ơi, chị vô chị coi màu đi. Giờ tao muốn giờ tao muốn lé luôn. Thời có chị Thắm ơi, em nay em bị gì á chị Thắm cho uống miếng coi. Em nay em vừa bị đau vụn nè, mà em vừa không có đơn hỏi em muốn bị lộn mèo luôn. Đau đớn rồi chị Thắm ơi. Chắc nhảy vũ điệu Chumbacha luôn chị Thắm. Cha 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 ông ơi. Hết Chumbacha. Cái điệu cha 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 là xưa rồi, giờ là Chumbacha. Đây mấy chị ơi, đang mặc là CH9 luôn giùm em nha. Sang quá trời ơi, cái màu đúng xịn luôn nha. Rồi CH9 là em đang mặc nha cả nhà ơi. CH9 là em đang mặc cho mấy chị yêu các em luôn nha. Rồi nền đen hoa xanh luôn giùm em cả nhà ơi. Nền đen hoa xanh luôn giùm em nha. À, mẫu này bao nhiêu màu em, dạy mẫu này nó gồm có 11 màu luôn cho mấy chị nha. Nhưng màu nào thì cũng chất lượng luôn cho mấy chị á. Quần lẻ bên em là gì? Quần lẻ bên em là 85 ngàn một cái luôn cho mấy chị nha. Lấy cho chị áo đó mặc đi em, mình nhắc phải hàng lấy cho mình đi chị. Nói chị đây kèm gì bây giờ chị Thắm ơi, lấy kẹp hay lấy quần chị Thắm thôi, còn quần thì chị Thắm lấy luôn đi chị Thắm ơi, còn đúng ba cái thì em còn cái kéo cắt đôi nói sau này chị Thắm lấy không chị Thắm. Em còn kéo cắt đôi nói sau này chị Thắm, chị không lấy không kéo cắt đôi nói sau này chị Thắm cắt đôi nói sau còn với mình không sao kỳ trời nóng rồi rồi mất chị Thắm giận rồi, rồi ai mua rồi sao xỉu luôn chị Thắm ơi. Nó là xỉu nghe, xỉu dọc luôn chị Hồng Thắm. Đúng, ngay chứ điệu còn mưa luôn chị Hồng Thắm. Thiệt luôn á. Quần đi ok chị Hồng Thắm nha, vậy đi chị Hồng Thắm ơi. Họ thu chị Hồng Thắm quá trời luôn á. Chị Hồng Thắm giờ em nói thiệt, chị Hồng Thắm chị Hồng Thắm nhìn chị Hồng Thắm cũng biết rồi đó. Mặt mày em như con khùng điên vậy chị Hồng Thắm ơi. Em như cái con bệnh hoạn nhớ chị Hồng Thắm. Đây con này là 89.000 luôn giùm em mấy chị ơi, 89.000 luôn giùm em nha. Rồi còn chị Oanh ơi, chị vô mã 1 chị coi giùm em cái cổ vuông nha. Chị coi thử giùm em đi chị, ưng màu nào chị chốt màu đó cùng vàng của em ơi. Mà chị Thắm đặt thì chị Thắm lầu duyên chị Thắm. Đây con này luôn. Trời ơi tròn được có hói chị Thắm. Chị Thắm giờ là cuối tinh của tao với mày để có thật đó. Đây 89.000 con luôn mấy chị ơi, 89.000 luôn giùm em nha. Trời ơi. Mà hiện tại đang cầm là con CH5 luôn, CH5 luôn cho mấy chị nha. Chào bé. Thấy gì chưa? Tuyết không tan đã vào. Đơn đã xuất hiện. À gì em xem mà mã 65 màu vàng nhạt ạ. Mã 65 chị ơi, 65 là con mã màu rồi em ơi, nó nằm ở xa xôi lắm luôn rồi đó cục vàng của em ơi. Bây giờ con mã 65 màu 65 á em. Mã 65 màu vàng đó, ở đây không có đâu cục vàng của em ơi, em đang ở trên đây không có, nó giống như em đang mặc vậy đó nhưng mà nó màu vàng. Mã 65. Là áo sẵn tay lo á chị. Cái là mẫu sẵn tay loa phải gì vậy bé. Dạ trời ơi con này là phải thun lưới giùm em nha, em đang mặc nó sẽ là chất là thun lưới giùm em nha. Thun lưới co giãn mềm mịn luôn giùm em nha cả nhà ơi, thun lưới dạ, co giãn mềm mịn. Dạ áo sẵn tay loa bên em bán rất là nhiều luôn rồi chị, nhấp vào cái hẻm chút thử luôn cho mình coi đi chị, con đẹp lắm.
Đây 89 ngàn luôn mấy chị ơi, 89 ngàn luôn dùm em nha. Rồi con em đang cầm hiện tại cho mấy chị là nền đen hoa vàng nha cả nhà ơi. Nền đen hoa vàng nha cả nhà ơi, nền đen hoa vàng luôn dùm em nha. 89 ngàn một áo luôn dùm em cả nhà ơi. 89 ngàn áo luôn dùm em nha. Vải thun lưới mặc là không lộ không mỏng luôn dùm em nha. Không bị lộ không bị mỏng luôn dùm em nha cả nhà của em ơi. Trời ơi cái màu nó xinh gì đâu á cả nhà ơi. Đây con này là CH luôn dùm em nha cả nhà ơi. Em đang mặc là CH9 luôn cả nhà ơi. Qua khung giờ này bây giờ này xui quá. Đây. Qua đây mới mở hàng chút gì hết trơn chị Thấm ơi. Đây con này luôn mấy chị ơi, thiệt luôn á. Chắc em xuống em lên lại á chị Thấm ơi cho nó hơn chị Thấm. Hiểu không chị Thấm? Ý em vậy đó chị Thấm ơi. Đây con này luôn giùm em mấy chị ơi, nền đen hoa vàng giùm em nha mấy chị ơi. Rồi 89 ngàn luôn giùm em cả nhà ơi. Rồi con này là nền đen hoa vàng luôn mấy chị ơi, 89 ngàn luôn dùm em nha cả nhà. 40-85 con độ về dùm em nha mấy chị. Rồi coi dạng thoải mái mềm mịn cho em luôn nha mấy chị ơi, nền đen hoa vàng 89 ngàn luôn dùm em nha. Rồi con này là nền đen hoa xanh luôn mấy chị ơi, nền đen hoa xanh 89 ngàn luôn dùm em nha. Chỉ có 89 ngàn là một áo luôn cho ngày hôm nay nha. Đặt hàng nhất vào cái giới hạn cho mình, nếu không biết cứ comment lên cho biết rồi bên em cũng sẽ hỗ trợ lại luôn cho mấy chị đặt hàng nha. Không kén da không kén dáng luôn cho mình, nó 52 con là size 2. Rồi nền đen hoa đỏ luôn mấy chị ơi, nền đen hoa đỏ 89 ngàn luôn dùm em nha. Nền đen hoa đỏ 89 ngàn luôn mấy chị ơi. Rồi 40-85 độ về dùm em, con này là mặt đẹp nha. Rồi lên đường lại đi. Ok chị em Thấm nha. Rồi đây con này luôn mấy chị ơi. Đợi tí đi chị em Thấm ơi, đợi tí đi. Đợi tí chị Thấm cho chị này chứ đặt cái chị Thấm. Rồi, đợi 1 giờ rưỡi chị Thấm ơi, lên live mới chị Thấm để coi live cho đủ 2 tiếng chị Thấm ơi. Live cho nó đủ 2 tiếng chị Thấm. Đây con này là nền đen hoa đỏ giùm em mấy chị ơi. Nền đen hoa đỏ luôn giùm em nha cả nhà quý em ơi. Rồi. Trời ơi. Sao mà gom hoài chị Thấm? Thứ gì chị nói chị Thấm, chị gom mua đồ hết chị Thấm. Chị Thấm đại gia chứ trời. Đúng là chị Hồng Thắm của em. Quá đại gia. Đây con này luôn mấy chị ơi, CH mùi luôn dùm em mấy chị yêu cái em ơi. CH mùi luôn dùm em nha. CH mùi 89 ngàn luôn mấy chị yêu cái em ơi. CH mùi luôn dùm em nha. Còn xếp quần áo nữa, trời đi gì xa dữ rồi chị Hồng Thắm. Rồi chị Hồng Thắm xếp từ đi chị Hồng Thắm. Mua về đi cho ai không? Mua về cho bà nè, mua về quê đồ chị Hồng Thắm. Đúng rồi chị. Nhiều việc lắm trời ơi. Chị Hồng Thắm mua đồ cho bà đi chị Hồng Thắm. Dạ. Đi mua đồ về quê. Đúng rồi, mua cho chị em rồi đó chị Thấm ơi. Đi mua cho mẹ chị Thấm chửi. Hai ngày nào chị Thấm chửi, chị nói thôi chị Thấm chửi đi chị Thấm ơi. Chửi chị Thấm. Trời ơi, chửi chị Thấm. Ngày nào không có chị Thấm chửi, chị nổi chị Thấm ơi. Rồi 89 ngàn luôn giùm em nha. Em buồn chửi thầm. Luôn á livestream là để chị Thấm chửi thì sao á. Đây con này luôn mới chơi nền đen hoa xanh luôn giùm em nha. Nền đen hoa nha. Sắp này con có xài bài chị nha. Trời ơi. Chắc to to rồi đó. Tao không nghĩ là nhỏ đâu. Chắc to con hay chị Thấm. Hồi xưa hồi lớn con. Đây con này luôn mới chơi CH mùa luôn dùm em nha. Cục vàng với em ơi. Về quê vui lắm đó chị Thấm ơi. Về chị Hồng Thấm. Đây con này luôn dùm em mới chơi. Con này chọn dùm em là CH1 luôn dùm em nha. 1m55-9 hả? Trời. Chị Thấm vừa chị Thấm ơi. Đây con này chọn dùm em mới chơi. Nè con này luôn dùm em là CH1 dùm em nha. 1m55 là 92 con là chịu luôn rồi chị Thấm ơi. Không có sai luôn á chị Thấm. Mua về cho mẹ mặc đi chị Thấm. Mua về cho mẹ chị Thấm mặc chị Thấm. Mẹ chồng thì mẹ vợ rồi đó chị Thấm ơi. Mẹ chồng rồi đó. Mẹ vợ đâu ra nữa. Lộn đó. Nó lộn nó lại liền đó. Mua về cho mẹ nuôi chịu lộn. Mẹ có chị Thấm á. Mua về cho mẹ chị Thấm á. Tao thừa biết mà. Tao thừa biết mà là gì? Đây, chị Thấm giờ mặt mày em có sắc thái rồi đó chị Thấm ơi. Đây con này có chị Thấm có tự nhiên sắc thái lại mẹ ruột cha mẹ ơi. Mẹ ruột thừa. Đây con này luôn mấy chị yêu các em ơi. Con này chọn giùm em là CH7 nha cả nhà ơi. Rồi cái màu đúng đẹp luôn mấy chị ơi. Rồi chị chửi nữa rồi. Đặt hàng cái dấu hàng luôn cho mình đi chị. Nếu không biết thì cứ comment cho em biết nha. Chị Thấm kêu tao mày cha mẹ không tao mất thôi. Thôi chị Thấm cứ kêu vậy hoài ngã chết luôn nha. Rồi con này chọn giùm em luôn mấy chơi. Con này chọn giùm em luôn nha. Nền đen hoa xanh luôn mấy chơi. Nó sẽ là con mã áo đang mặc có size lớn không em? Dạ có chứ, từ C1 cho đến C5, từ 40 con cho đến 85 con. Quay đầu luôn cho cái mẫu này luôn cho mấy chị nha. Trước tiên mà chị nào muốn đặt hàng cái con mẫu này lên chiều cao và kèm luôn cái cân nặng của mình giúp em nha. Đây con này đẹp luôn giùm em nha. Mẹ ruột mà tụi bay kêu ruột thừa. Mẹ ruột mẹ đẻ chị Thấm ra.
rồi mày gu. Không, chị Thắm em giờ em tự nhiên em thích chơi. Chị Thắm có nhiều mẹ, chị Thắm mua đồ bà ba rồi đó chị Thắm ơi. Tao lượm tụi bay. Chửi nữa rồi kìa. Thấy không, chọc là chị Thắm chửi liền à. Mày mày phải biết. Mày chọc cái là chị Thắm chửi là chửi, tao nói chửi chửi truyền miên luôn. Đây. Đây con này là CH7 luôn mới chơi, hung lúa chơi. Con này là thun lúa giùm em nha. Con đang này là đau đớn đang một ngã mà chị Thắm chửi. Em xỉu rồi chị Thắm ơi. Con mở từ từ đi. Rồi ông hỏi lên chị Thắm ủng hộ cho. Đây 89 ngày luôn giùm em nha. Nó chị Thắm đặt luôn 10 cái chìm thắm. Ui trời ơi, dễ hẹn chìm thắm. Trời cưng chìm thắm quá trời. Trời ơi, đặt gì 10 cái với vợ. Trời ơi, hương gì đâu á. Hương chìm thắm gì đâu, đặt cho 10 cái gì chìm thắm. À, muốn tao có mẹ ngang không á. Không dám nói gì luôn chị. Không dám nói, không dám hó hé, không dám trả lời luôn á chìm thắm ơi. Mà chìm thắm còn vậy đó. Em lại không dám nói gì luôn á chìm thắm. Rồi tranh thủ nha cả nhà ơi, 89 ngàn một con nha. Vào mà cuối nào cho chửi nữa. Có tao đòi mày cái, tao đây ra gì luôn đạn, tao đây tao cái gì tụi bay. Bay là lũ đạn xét cho chửi nữa kìa. Cho chửi dữ gì chịu không? Chịu hắm tính ra, tao nhìn vô tao tưởng chịu hắm chửi mình em không có chịu hắm. Có mặt em không à? Thằng này trốn không chịu hắm, nó trốn chút nợ vậy chịu hắm ơi. Chịu nó là nó quá trời quá đất nó rồi đó chịu hắm. Đây con này chọn luôn giùm em mới chơi. Con này chọn giùm em luôn, nó sẽ là con CH1 luôn mấy chị ơi. CH1 luôn giùm em, 89 ngàn luôn mới chơi CH1 nè. Rồi con này chọn giùm em là CH10 nha cả nhà ơi. CH10 luôn giùm em. Rồi con này chọn luôn giùm em mới chơi CH7 luôn giùm em nha. Chắc phải vậy em, và con này chắc phải thun lưới cho mấy chị nha. Áo sao phải thun lưới cho mình á. Từ tụi bay mà dạ hỏi chị Thắm. Có biết đâu chị chửi chứ không biết nghĩa nó đâu chị Thắm ơi. Chị chửi nghe thôi biết chửi thôi chứ không biết nghĩa thiệt đó chị Thắm ơi. Rồi 56 con 1m59 là size 3. Size 3 giùm em nha cục vàng của em ơi. Mặc size 3 giùm em nha chứ yêu ơi. Đây con này chọn luôn giùm em mấy chị ơi. CH36 giùm em nha. CH6 89 ngàn luôn giùm em mấy chị ơi. Chắc phải coi giãn không em vậy, chắc phải đương nhiên là nó sẽ có độ phản giãn cho mấy chị. Con này luôn mấy chị ơi. CH mấy? CH5. CH5 luôn giùm em mấy chị ơi. CH5 nè. CH8 nè mấy chị ơi. CH8 nha. Thôi chủ tội bay có động lực quá ha. Đúng rồi nãy chị Thắm nó không mua cái tự nhiên buồn xìu chị Thắm ơi. Làm nó chửi bắt đầu cái tiếng bèo luôn chị Thắm. Đúng rồi đó sao kỳ ta. Chị Thắm chửi ăn cơm ngon chị Thắm. Đây xe này là CH8 luôn giùm em nha cục vàng của em ơi. Tươi tắn lại liền tự nhiên. Nghe chị Thắm mua cái tự nhiên cái mặt mày tươi tắn thẳng ra luôn á. Em vui nhà em vui cửa. Đây con này tắt đi cho nó chút đi rồi mở. Đây con này chọn giùm em luôn mới chơi CH3 luôn giùm em nha. Còn em đang mặc là CH9 đó cả nhà của em ơi. Rồi 89 ngàn luôn giùm em nha. 40 cho đến 85 độ về đẹp lắm mới chơi. Trời ơi con này đỏ lắm mới chơi. Con này đỏ đẹp nha, nền đen hoa đỏ. Còn em đang mặc là CH9 luôn. Cái mẫu này là nó sang xinh mà dạ. Luôn cho mấy chị luôn nha. Đặt hàng cứ nhắc vào cái dưới hàng đặt luôn cho mình 2-3 con cho mình về mặc đi chị. Cho em xem mã 65 màu phần ngạc thì chị nhắc vào cái hàng mình chốt nha. Vì đang lên mẫu này không lên được mẫu khác nha. Lên mẫu đó làm bị vi phạm á. Đây đang mặc hiện tại cho em luôn mới chơi. Đang mặc hiện tại cho em luôn nè. Cổ tim nha mới chơi. Tay dài nút ngập luôn giùm em, đóng hoàn toàn trực tiếp vào, mặt không lo vấn đề bị lộ và bị đây 89 ngày luôn mấy chị yêu các em ơi. Rồi 89 ngày không mà tám này ngắt em cho chìm hắm. Đây 89 ngàn luôn giùm em nha. Bữa nào tao chia tay tụi bay cho tụi bay thất tình luôn đó. Bữa thất tình đó chìm hắm. Ăn quán cơm chìm hắm. Thiệt luôn á chìm hắm. Buồn gầu cuối cùng. Thiệt luôn á chị. Chà ghệ bỏ em không buồn chứ chìm hắm bỏ em buồn á chìm hắm ơi. Trời mắc em mà em chia tay ghệ chìm hắm em đâu buồn đâu chìm hắm. Em chia tay chìm hắm á chìm hắm bỏ em vui lắm. Thôi em buồn lắm chìm hắm ơi mà ghệ bỏ em khoái em cười hoài chìm hắm như con khùng vậy. Làm như buồn quá quá khùng quá chìm hắm ơi. Đây con này luôn. Thì có chìm hắm. Đây đẹp luôn dùm em nha. Trời ơi CH9 luôn mấy trời. CH9 luôn dùm em nha. Thôi đi mà. Thì có chị Thắm. Trời ơi em chia tay ghẻ em đâu có buồn nào. Mà chị Thắm chia tay cái em bắt đầu là con chó đi ngang cứ con mèo đi không chị Thắm. Đúng rồi đó mất hờ hững luôn á. Chị Thắm ăn cơm nổi luôn buồn. Chứ sao chị Thắm sợ đủ thứ trên đời chân. Mất chị Thắm rồi mất tất cả chị Thắm ơi. Ôi nhìn thấy ghê vậy. Trời như trong phim đấy chị Thắm ghê không? Mất chị Thắm là coi như em mất tất cả chị Thắm ơi. À, con với mẹ gì à, làm ăn gì nữa đâu có gì. Con với má không có làm ăn gì nữa đâu. Đâu trời ơi em là em đu em lên lết chị Thắm á. Em là em rất nhiệt tình lắm chị Thắm ơi. Chị Thắm có xua đuổi em, chị Thắm có gì có chửi bới em cũng mấy đó cục vàng của em ơi thấy gì không. Rồi 89 ngàn luôn mấy chị yêu các em ơi. 89 ngàn nền đen hoa đỏ luôn giùm em nha cả nhà ơi. Nền đen hoa đỏ luôn giùm em. 89 ngàn luôn giùm em nha cả nhà ơi.
chỉ có 89.000 là một áo luôn cho ngày hôm nay nha. Đã đặt mình đã mua mình đã xong rồi, cứ comment cho em biết đã gì đặt đã mua đã nha. Xong được rồi. Có gì đâu đảo. Đây con này luôn mấy chơi nền đen hoa đỏ luôn giùm em nha cả nhà ơi. Đây nền đen hoa đỏ luôn giùm em mấy chơi, nền đen hoa đỏ giùm em nha. Rồi 89.000 luôn mấy chơi, 89.000 luôn giùm em nha. Đây con này luôn mấy chơi, con này chọn luôn giùm em đẹp nha cả nhà ơi. Trời ơi con này đẹp luôn giùm em nữa chị ơi, có 89.000 con quá rẻ luôn mấy chị ơi. Rồi 89.000 luôn giùm em nha. 40 cho đến 85 độ về giùm em nha. Đây con này luôn mới chơi, nút là nút ngọc luôn giùm em nha, đóng hoàn toàn trực tiếp vào cho mình luôn nha. Rồi con này chọn luôn giùm em mới chơi CH4 nha. Con này là CH11 và chỗ CH2 đẹp quá chị Thắm ơi, thì có CH2 màu hồng. Đây mặt sau của nó nè, mặt trước mặt sau gì nó cũng đều đẹp luôn giùm em nha cả nhà của em ơi. Rồi 89.000 một áo CH2 cả nhà ơi. CH2 89.000 luôn giùm em nha cả nhà ơi. CH2 89.000 luôn giùm em nha, cái cục sạc chua nhỏ á. Cái chùa dẹp á. Em đi coi bên đây nè. Đây con này luôn mấy chơi CH4 luôn giùm em nha cả nhà ơi. Trời ơi con này là CH11. Chị chẳng kiếm mấy cục sạc chua nhỏ ra cho bạn con đi đưa cái chị chua bự cho chị. Cái chua nhỏ còn nguồn sạc đâu. Cái dây cam rồi đâu. Cái kem sạc không có vô. Mấy này yếu hết rồi đó em. Đây con này luôn mấy chị ơi, con này chọn giùm em luôn cả nhà ơi. Con này chọn giùm em là CH4 luôn giùm em nha. Rồi CH11 nha. Ở đây có thì rồi ở đây nè. Chỗ bên đây nè. Dạ yeah. À, hàng sáng có đứa. Là sao chị Thắm, ai vậy chị Thắm? Đây con này luôn giùm em mấy chị yêu các em ơi. Mỗi lần mà em đi kêu nó kiếm cục sạc em tức lắm mấy chị. Đây con này chọn giùm em là CH4 luôn giùm em nha. Rồi con này chọn giùm em là CH11. Con này chọn giùm em là CH. Con này giùm em là ai chị Thắm? Hết luôn đó hả? Không còn cục nào trên cuộc đời nữa hả? Ừ. Đây con này là CH4 mới chơi. Rồi con này là CH11. Con này chọn giùm em là CH2 nha cả nhà ơi. 89.000 luôn giùm em, 40 cho đến 85 con đổ về nha mấy chị ơi. Rồi đẹp rẻ chất lượng cho cả nhà của em luôn nha. Rồi chế nào đây vào xem like, đã đặt đã mua đã săn được rồi comment cho em biết nha mấy chị ơi. Trời ơi con này màu đúng đẹp luôn á cả nhà ơi. Con này là CH6 luôn giùm em nha. Đây con này chọn giùm em luôn á chơi, CH8 luôn giùm em nha. Thằng rừng á làm gì chìm thấm vậy? Thằng rừng làm gì chìm thấm, chìm thấm. À đó em không dám đụng đâu chìm thấm ơi. Nó quýnh em chết luôn đó chìm thấm. Trời ơi. Nó thì đi bầu trời xanh mơn mởn luôn trời. Thầy mà còn có thịt em không có cục nào luôn á chìm thấm. Còn có thịt nữa chìm thấm. Thầy được hai cục thịt luôn chìm thấm, mà em không có cục nào hết trơn chìm thấm. Thầy mà còn có thịt nữa đó chìm thấm. Hả? Sao nãy mày nói? Ui, đây con này nó mới chơi CH8 luôn giùm em nha cả nhà. Đây, trời ơi, tao xỉu luôn á. Đây con này chọn giùm em luôn mấy chị ơi. Con này chọn luôn giùm em, nó sẽ là con CH luôn cả nhà ơi. CH8 luôn giùm em nha, cục vàng của em ơi. Thằng rừng làm gì chị? Chút xíu em xử nó cho chị coi, em làm vlog em chửi nó cho chị coi. Làm gì chị Thắm, chị Thắm nói đi chị Thắm, thằng đó em xử được chị Thắm ơi. Đừng có to con bự quá em sợ lắm chị Thắm ơi, em sợ mấy con bự lắm. Còn mấy con nhỏ nhỏ gì có không em chấp hết. Vậy hả? Vậy sao? Rồi, con này luôn như thằng Cần, thằng Phong, thằng Công rồi em có sợ đâu. Trời mấy con đó nó nhỏ mấy chị ơi, em không sợ nó.
đây con này luôn em nha, màu vàng của em ơi. Đó kìa chị, nó kìa chị sao hỏi em làm vlog em đá nó cho chị coi. Em đá em nhắc nó cho chị coi, mất hai cái lỗ tai em dính lên này nè chị. Hỏi em làm vlog cho chị, nó làm gì chị? Đây con này luôn mới chơi. Em là em nói em hỏi em nhắc nó cho chị coi, bị hai cái lỗ tai nó quái cho chị coi. Chị lượm nó rồi đó. Hai chị lượm nó rồi hả? Vậy thôi em không có nói gì hết nha chị, em hám ơi em hiền nó không có làm gì hết trơn á. Đây con này chọn giùm em là CH6 luôn giùm em nha. Tao đâu bỏ cái hai vậy hả chị Thắm? Hai chị Thắm ơi em hiền lắm nha. Em chỉ nói chơi chị Thắm thôi. Dạ xin xuất sắc trời ơi. Cảm ơn chị Nguyễn Đại Phát nha. Rồi con này chọn giùm giùm em thôi. Rồi con này chọn giùm em nha. Cảm ơn chị yêu nha. Đây con này chọn luôn giùm em mấy chị ơi. Con này chọn giùm em, nó sẽ là con mã CH6 luôn mấy chị ơi. Rồi con này là CH8 luôn giùm em nha. Cục vàng của em ơi, tao là tép real thôi. Có chờ à dạ hả chị Thắm ơi. À nó là tiếp theo đúng không? Tiếp theo là giống gì nữa. Sao là trời. Quan tới tiếp view hình tiếp theo. Nghĩ đầu lâu chưa mấy chị? Trời ơi em biết em nói chuyện không giống người chị Thắm ơi. Em nói chuyện biết gì vô gì hết trơn. Đây con này luôn giùm em mấy chị ơi. Bông trời cam. Ơi, bông cam là con gì ta? Bông kem là con nào chứ bông ơi? Bông vàng nó có bông kem lắm mấy chị. Em có bông màu vàng đúng không chế? Em có mấy bông này nè. Còn con này là con bông đỏ nha. Con này là bông đỏ đó cục vàng ơi. Con này là con CH6 luôn giùm em nha. Có bông vàng không nha, có bông cam lắm chị. CH6 nè. Con này là CH3 là con bông hồng nè cục vàng ơi. Trời ơi, đúng rồi chị Thắm ơi. Đúng rồi đó. Cho nó trái gần luôn đi chị Thắm ơi. Đây con này luôn chị Thắm. Con này luôn giùm em nè. CH5 giùm em nha. CH5 nè. Rồi đẹp lắm mới chơi đây con em này có nó sang mình luôn cho CH4 mình nha. CH4 nè, CH11 và cuối cùng luôn giùm em nó sẽ là CH2. Con mã CH2 luôn giùm em nha cả nhà ơi. Rồi 89.000 con luôn mới chơi, 89.000 cổ tim nút ngọc luôn giùm em nha. Đẹp quá à. Vậy này cũng sẽ dạng tay dài luôn cho mấy chị nha, đơn giản nhưng mà rất là dễ mặc luôn cho mấy chị luôn. Khi nào đang phải xem live mình cứ tìm mình tìm tim mình chấm chấm comment luôn cho mình nha. Đã đặt đã mua đã săn rồi cứ comment lên cho biết rồi em sẽ kèm sản phẩm tri ân cho mấy chị nha. Một áo phân có, hai áo phân có đặt là em cũng sẽ có kèm sản phẩm cho mình. Có đặt là em sẽ có kèm cho mấy chị yêu của em nha cả nhà với em ơi. Rồi chị nào đang vào xem live ưng em đang mặc nổ thì mấy chị cứ nhấp vào giỏ hàng luôn giùm em nha. 89.000 một áo luôn giùm em nha cả nhà ơi. 89.000 luôn giùm em nha. Đây con này là CH4 nè mấy chị ơi. Ưng con nào chọn con đó luôn chơi giúp em nha. Rồi con là CH2 luôn giùm em mấy chị yêu cái em ơi. Rồi 89.000 luôn giùm em nha. Áo thì mặc có size 5 không em? Dạ có chứ, từ size 1 đến size 5 là bên em phải đủ hết luôn cho mấy chị nha. Muốn đặt hàng con món này lên chiều cao kèm cân nặng của mình lên chiều cao con nặng giùm em đi chơi. Lên chiều cao con nặng giùm em đem tư vấn size cho mấy chị nha. Trời ơi con màu này đẹp quá mấy chị ơi. CH6 màu này đúng đẹp luôn á cả nhà. Đây chị bộ đang mặc 70 con đen và 70 con trên 1m6 thì cho lấy xe 4 dưới 1m6 thì cho lấy xe 5 luôn cho giúp em nha. Không vừa bên em vẫn có hỗ trợ đổi size cho chị. Không vừa em hỗ trợ đổi size nha cả nhà ơi, yên tâm nha cả nhà ơi. Mã màu mã CD có chưa? Rồi. Em cũng chuẩn bị 3 mẫu luôn cho mấy chị nha. Vì vậy mình sẽ đặt hiện tại sẽ đặt nữa mình cứ tiện đặt nha. Đây 88.000 luôn mấy chị, 89 em xin lỗi, 89.000 luôn giùm em nha. 89.000 một con giùm em nha. Con nó lâu lâu ok. Em cô chuẩn bị tiếp tục 3 mẫu luôn cho mấy chị nha. Em chuẩn bị qua mẫu luôn nha cục vàng của em ơi. Rồi con này chọn luôn giùm em mấy chị ơi. Con này chọn luôn giùm em, nó sẽ là con mã CH nha cả nhà ơi. Đây con này đẹp luôn giùm em, nó sẽ là con CH7 đó mấy chị ơi. Rồi CH7 89.000 luôn giùm em. CH1 là xanh đen, con này đẹp mấy chị ơi. Đây con này chọn giùm em là CH1 nha cả nhà. CH1 89.000. Rồi con này chọn giùm em là mã là CH3 nha cả nhà ơi. CH3 89.000 luôn giùm em. Rồi con này luôn đẹp nè. Trời ơi con này là con nền đen hoa vàng luôn mấy chị ơi. Con này chọn giùm em mã CH luôn cả nhà ơi. Con này chọn giùm em mã nó sẽ là CH6 luôn giùm em nha. Rồi em chuẩn bị xuống like rồi đó cả nhà ơi. Em xuống like em lên like lại cho mấy chị nha. Em lên mẫu mới nha cả nhà ơi. Rồi áo em đang mặc là mã em đang ghim nha cục vàng ơi. Em đang ghim mấy chị có 89.000 con thôi. Em xuống em lên lại liền nha mấy chị ơi. Em xuống em lên lại liền cho cả nhà nha.